Chương 76: Bí mật khó giữ. Sau khi dùng vị cùng cha mẹ đoàn tụ, Hồ Cửu cũng vào trong thì thấy Lục Thạc ánh mắt ửng đỏ. Em cảm động, Hồ Cửu nắm tay cô, nhẹ nhàng muốn an ủi. Lúc trước tôi có thăm họ, chỉ là sau đó cũng không thể giúp gì, Lục Thạc vô cùng khó chịu, cảm giác bất lực. Hồ Cửu cũng hiểu nỗi lòng của Lục Thạc, đám người kia ai mà không vô sỉ, bọn chúng không đầu gấu cũng là đám du côn, Lục Thạc làm sao có thể làm gì được? Cô có lo sợ không quay lại cũng là chuyện đương nhiên, chưa kể đám người kia là cố ý gây khó dễ cho cha mẹ nuôi, dù Lục Thạc có giúp cũng không thể. Bây giờ có thể đoàn tụ là tốt rồi, Lục Thạc vẫn suy nghĩ đơn giản. Tuy Lục Thạc xuất thân Kiều gia cũng xem như là một gia tộc giới thượng lưu, nhưng Kiều gia vẫn chỉ là gia tộc tầm trung, mối quan hệ của họ dù cho có tiếp cận được gia tộc lớn cũng không hiểu hết được nội bộ bên trong. Cho nên Lục Thạc không hề có chút đề phòng nào cùng không cảm thấy nguy hiểm chỉ có việc những đám người kia chơi xấu nhau cũng dừng ở trên thương trường. Hoặc nhiều lắm cũng chỉ là các phú nhị đại ăn chơi chắc táng, vô sỉ như Phúc Thái Lâm mà thôi. Có thể, Hồ Cửu nhìn vợ mình rồi thở dài. Lục Thạc có thể giỏi công việc, kinh doanh phân tích thị trường cô làm rất tốt. Nhưng có thể nói cô suy nghĩ quá đơn thuần, lòng anh càng quyết tâm, muốn xây dựng một thế lực mà những người thân của mình có thể thoải mái vô tư như vậy. Ít nhất họ sẽ an toàn một đời, không bao giờ bị ai ức hiếp cũng sẽ không bị rơi vào sự hãm hại như anh cùng dung vị cha mẹ mấy năm qua hai người dung vị nhìn vẻ mặt già hiện lên vẻ khắc khổ của hai người anh ta vô cùng đau lòng không sao chúng ta tốt lắm con cực khổ rồi tuyết ngụy run run nắm lấy tay con trai nhiều năm xa cách dung vị vốn là một thanh niên tuấn tú dáng người cao giáo phong độ vô cùng biết bao nhiêu cô gái bị đốn tim hiện tại thì sao chứ tóc tai rối bù dáng vẻ cao ốm như một khúc xào cảm giác không hề có sức sống nhìn cũng biết anh ta chịu bao nhiêu cực khổ dung thất đáy mắt ướt ướt ông chịu bao năm cực khổ chỉ mong giải oan cho con trai giờ thì tốt rồi mọi chuyện đã ổn rồi chỉ cần một nhà đoàn tụ chúng ta không cần tranh giành gì với ai cả chỉ cần yên ổn mà sống thôi dung thất như tháo được nút thắt trong lòng bấy lâu ông thực sự chỉ muốn an ổn thực sự ông vẫn luôn cho rằng vì năm đó con trai cùng hồ cửu quá nổi bật, cay cao đón gió, đón lấy ganh tị ghen ghét nên mới ra nông nỗi này. Audio điện tử võ tấn bền. Hiện tại ông chỉ cầu cuộc sống bình thường, không cần gì hơn. Con làm khổ mọi người. Hồ cửu nói mọi người bị ức hiếp, chuyện này là sao? Dung vị nhanh chóng hỏi chuyện này. Lúc ở trong tù, Dung vị bị người đàn ông hồ ra đó ép buộc. Ông ta còn cam đoan sẽ đảm bảo cha mẹ anh một đời không lo nghĩ. Sau đó, anh lại bị một gã to con kia tra tấn ngày ngày anh ta cũng không muốn nghĩ lại ký ức đó nữa nếu bọn họ có thể thao túng được hệ thống trại giam vậy thì cha mẹ mình sẽ ra sao may có hồ cửu giờ chúng ta ổn rồi con cũng ra ngoài rồi đừng lo nữa sau này cứ an ổn là đủ tuyết ngụy trong lòng vẫn vô cùng lo sợ bản thân hai vợ chồng già rất muốn được bình an qua ngày cái gì mà hãnh diện thanh niên ưu tú gì đó ông bà không cần chỉ cần người thân an toàn vui vẻ mà sống là đủ cậu tạm thời cứ ở nhà cùng cha mẹ nuôi vài ngày tới đừng nên ra ngoài cần gì cứ gọi tôi hồ cửu lên tiếng tôi đưa vợ về nhà trước cần việc cứ báo với hoàng đàn anh ta sẽ phụ trách bảo vệ ở đây nói xong hồ cửu cũng không quay mặt lại kéo tay lục thạc rời đi dung vị nhìn dáng vẻ cương định của hồ cửu rời đi trong lòng anh ta biết từ đây bản thân cùng người anh em này sinh ra khoảng cách mãi mãi không thể kéo gần lại trên xe hồ cửu nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho lục thạc anh có thể đừng lông bông nữa không cô ấp úng nói em nghĩ chồng em không làm gì sao hồ cửu cười hiền hỏi lại quả thực cả ngày anh không làm gì cứ ngoài đường cũng không thường xuyên ở nhà mỗi lần về đều là bộ dạng bụi bặm lục thạc cảm thấy anh khác xa lúc trước cũng không giống hào danh đạt anh cũng có đi làm có những việc nói em cũng không rõ hết được tới lúc em sẽ hiểu thôi anh cũng không biết phải giải thích với lục thạc thế nào anh không thể sống nhờ vào sự báo ân của người ta mãi được chẳng phải lúc trước anh cũng có năng lực sao lục thạc ấm ức không nói nên lời từ ngày hồ cửu quay về anh ngoài cứu cô ra cũng chỉ sống với sự báo ân của người ta không hề nỗ lực gì cả cô quá chán ngán anh rồi nếu anh cứ tiếp tục như vậy chúng ta nên ly dị đi năm đó cũng chỉ là đăng ký giấy tờ thực sự cũng không có danh chính môn thuận Lục Thạc đưa ra quyết định. Hồ Cửu nghe đến ly dị thì thắng gấp, làm xe giật mạnh, Lục Thạc bị dây an toàn kéo đau. Em vừa nói gì, ly dị, Hồ Cửu nhíu mày nghiêm túc nhìn Lục Thạc. Đúng, tôi không thể chấp nhận người chồng không trí tiến thủ như anh được. Lục Thạc gần giọng nói, bao năm qua chính vì tờ giấy hôn thú kia mà cô bị ràng buộc, nhưng cũng tốt giúp cô tránh bất sự giò ngó của bọn đàn ông. Cô cũng không hy vọng anh sẽ quay về, chỉ là khi anh về lại cứ một bộ dạng không mấy tiến bộ anh xem đi. Từ lúc anh về, anh làm được gì cho tôi hay cho mọi người? Nếu anh không dựa vào chút ân tình của người ra, anh có thể tốt sao? Đúng là anh cứu tôi, anh luôn xuất hiện cứu tôi. Nhưng rồi sao? Sau đó thì sao? Tôi vẫn bị người ta nhắm tới. Nếu chồng tôi là người có tiếng nói, có thực lực, ai dám động vào tôi chứ? Lục thạc như bùng nổ, nói xong cô hòa à khóc, dường như uất ức bao năm qua của cô như tuôn trào ra. Cô cũng là phụ nữ, cô cần sự an toàn thì có gì sai? Ly dị đi, thủ tục thôi mà, anh cần tôi trả lại biệt thự kia cho anh, cha con tôi đi nơi khác. Tôi không muốn tiếp tục thế này, Lục Thạc còn nhớ rõ, hào danh đạt vì cứu cô cũng bị người ta đánh ngất. Hình ảnh ấy cứ bám lấy cô, tới giờ cô vẫn chưa liên lạc được với anh ấy, lòng cô có chút lo lắng. Chương 77, quan hệ căng thẳng. Hồ Cửu trầm ngâm không nói gì, anh không ngờ trong lòng cô chứa nhiều uất ức như vậy em suy nghĩ kỹ chưa hồ cửu hơi bất lực anh không phải là không cố gắng nhiều năm qua anh ở biên giới sông pha chiến trường luôn là người tiên phong sông vào hiểm cảnh không biết bao lần anh cận kề cái chết bị hãm hại sau lưng mỗi vết thương trên người anh là một lần anh trải qua cửa tử anh biệt tích nhiều năm vì muốn khi quay về có thể đem tới cho người mình thương người thân của mình những gì tốt đẹp nhất vậy mà người anh yêu thương lại chịu nhiều uất ức như vậy mà anh lại không thể xoa dịu được không phải là anh không làm gì nhiều năm qua anh bôn ba anh lăn lột một đường trở thành chiến thần thiết soái chỉ mong sau này em và cha có được hạnh phúc anh xin lỗi em vì đã để em một mình chịu đau khổ như vậy hồ cửu muốn giải thích rõ muốn lục thạc tin tưởng anh một lần cùng anh xây dựng một đế chế riêng anh muốn đảm bảo cho mọi người một điểm tựa cũng không gây tổn hại ai ầm um, lục thạc tức giận đóng mạnh cửa xe anh vội vàng xuống xe kéo cô lại tuy giờ là buổi sáng nhưng đây là đoạn vắng mà bọn người kia còn chưa biết có theo đuôi bọn họ hay không lục thạc vợ em nghe anh hồ cửu nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cô anh điên à chỉ vì muốn tôi không ly hôn mà nói mình là thiết soái chiến thần sao quân đội của anh đâu hả anh xem người ta một tổng giám đốc đã có trợ lý đi cùng chiến thần mà anh nói cứ như là người nào ngoài đường vậy lục thạc tức đến đỏ mặt sao hồ cửu mà cô quen biết lại thay đổi như vậy người ta khiêm tốn lễ độ bao nhiêu thì anh hiện tại phô trương bấy nhiêu sao lại nhận vơ như thế chứ lục thạc giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh lớn giọng tiếp tục mắng anh đừng nghĩ không thấy mặt chiến thần thì anh nhận vơ dù anh có ân với ngài ấy đi nữa thì cũng nên biết tôn trọng là gì tôi quá thất vọng về anh ánh mắt lục thạc vô cùng thất vọng nhìn hồ cửu cô không ngờ anh lại có thể giả danh ân nhân của mình em không tin anh anh nói thật, hồ cửu đối diện ánh mắt thất vọng của lục thạc, trấn tĩnh nói. Tin anh, lục thạc rơi nước mắt nhớ lại những ấm ức bao năm qua. Anh lấy gì cho tôi tin? Anh nói đi, cô thực sự không tin anh, không thể có chuyện vô lý đó được. Cả chuyện 5 năm, năm trước, em cũng không tin anh bị hãm hại. Hồ cửu thất vọng, ánh mắt đau khổ như hằn lên. 5 năm, năm trước dung vị bị bọn người kia đổ biết bao nhiêu tội lỗi, một Thúy Lan là người hại anh ta, cô ta ít ra còn tin dung vị không xấu xa chỉ là cô ta muốn tìm bến đỗ mới còn lục thạc bao năm vẫn chưa hề tin anh bị hãm hại cô cũng có nghĩ tới việc anh bị hại nhưng cô vẫn luôn trách anh bất tài nếu anh đủ tài giỏi thì ai dám hại anh chứ đến cô cũng bị mọi người chỉ trích mà cho tới hiện tại bị mọi người dòm ngó thà là lục gia có lợi cho lục gia em đều không tiếc bản thân mà cố gắng họ hết lần này đến lần khác bán em đi chỉ đơn giản tức giận là thôi còn anh với em hết lần này đến lần khác là chân thành đối đãi, em vẫn không tin anh. Hồ Cửu đau lòng nói, anh không nghĩ Lục Thạc lại thiếu lòng tin với anh như vậy. Lục gia suy cho cùng dù họ vô sỉ là thật, họ không tốt là sự thật. Nhưng nếu tôi hay anh có đủ lực giúp họ, thì họ cần gì bước em tôi hay ai đó đến bước đường cùng. Cũng chẳng phải là sinh tồn sao, mà người Lục gia vứt bỏ tôi chẳng phải vì tôi không có chỗ dựa. Chẳng phải vì tôi vô dụng, mà bản thân anh cũng vô dụng sao? Lục Thạc nói từng lời như nhát dao cứa vào tim cả hai. Cô có vẻ cố chấp, vô lý, nhưng những gì cô nói đều là sự thật. Trong cái xã hội này, ai mà không nâng cao đạp thấp chứ? Người hại người, gia tộc đấu đá nhau để đứng vững. Nếu cô là người được chọn để lục ra đánh đổi vì lợi ích là vì cô không có giá trị nào khác, không phải sao? Những gì anh làm em cũng không nhìn thấy. Hồ Cửu cảm thấy vô cùng đau lòng nói anh cảm thấy cách nghĩ này của lục thạc quá phiến diện rồi. Lục gia bán đứng cô còn không phải vì ích kỷ, nếu bản thân họ có thực lực cần gì dùng cách hèn hạ như vậy chứ? Chẳng lẽ các gia tộc khác đều phải đánh đuổi như thế? Dù là hôn phối giữa các gia tộc thì đó cũng là đôi bên có lợi, có sự lựa chọn, còn nhận được tôn trọng vốn có. Đằng này, là bán lục thạc, bán một cách vô sỉ hèn hạ, mà cô lại xem đó là đương nhiên. Em thà xem những hành vi đê hèn đó là đương nhiên, cũng không đặt lòng tin ở anh." Hồ Cửu hơi dịu giọng một chút. Lục Thạc cúi đầu, như có lỗi. "Đúng là nhiều lần cô bị hại, đều là anh giải vây, anh cứu giúp. Nhưng luôn là đi cứu cô, không phải là bảo toàn cho cô ngay từ đầu, như vậy thì có tác dụng gì chứ? Lên xe đi, chuyện khác nói sau." Hồ Cửu cảm nhận được có dị động, muốn đưa cô về nhà trước. Dù sao ở cả hai khu biệt thự anh đều có an bài bảo vệ ngầm ở đó, dù sao ở đó vẫn an toàn hơn. Hào danh đạt vẫn chưa đủ thực lực đi theo bảo vệ lục thạc, anh cùng hữu thủ cũng đã có sắp xếp sắp tới. Chuyện dị giới Trước mắt vẫn là đưa lục thạc an toàn quay về, còn vấn đề khác tạm thời sẽ giải quyết sau. Anh cũng có lòng tin chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian cô sẽ hiểu và tin anh, làm cho vợ mình thiệt thòi cũng là anh sai trước rồi. Được. Lục Thạc cũng cảm thấy chuyện gì cũng cần về nhà nói chuyện, dù sao cũng là ở ngoài đường, không nên xúc động như thế, hồ cửu cũng cần mặt mũi khi hai người vừa lên xe đi về biệt thự nhật hạ thì đã xuất hiện một chiếc xe ô tô màu đen bám đuôi đằng sau em thắt dây an toàn chặt một chút nhắm mắt lại lát nữa dù có chuyện gì cũng không được mở mắt hồ cửu dặn dò có gì sao lục thạc khó hiểu cũng không anh muốn đi nhanh một chút ngại làm em sợ hồ cửu cũng không muốn cô quá lo lắng dù sao nếu kéo thêm rắc rối cô biết bản thân dính vào chuyện hãm hại dối gen này của anh cùng dung vị sợ là lại căng thẳng hơn chương 78, Bình Yên phải từ các trận chiến. Chiếc xe màu đen đột nhiên xuất hiện, không có biểu hiện của việc đuổi theo, chỉ đơn thuần giữ khoảng cách với xe của Hồ Cửu. Anh nhíu mày cảm giác có gì đó bất thường, trước mắt anh cần đảm bảo an toàn cho lục thạc. Em sau này cứ ở nhà là tốt rồi, nếu đi làm nên đi cùng Hào Tổng. Hồ Cửu dặn dò, nghe anh nhắc tới Hào Tổng, trong lòng lục thạc hơi trột dạ, nhưng cô lại khó hiểu tại sao lại muốn cô ở nhà tôi không nghĩ là có vấn đề gì đó mà anh ràng buộc tôi ở nhà. Nếu là vì chuyện ngày hôm qua thì tôi sẽ cẩn thận hơn. Dù sao cũng không thể hạn chế tôi đi lại được. Lục Thạc quả quyết nói. Hồ Cửu bên cạnh cũng không biết phải giải thích làm sao cho Lục Thạc hiểu, nhưng cũng không thể nói chuyện của Dung Vị được. Dù sao thì bản thân anh cũng chưa rõ được hết câu chuyện bên trong, nguy hiểm vẫn ở đó. Còn về phía Phúc Gia bên kia, có lẽ anh nên dẹp luôn gia tộc này rồi, dám có ý đồ xấu với người của anh. Được, tùy em. Anh chỉ đang quan tâm em. Hồ Cửu thở dài nói, dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu tôi. Sau này tôi tự cẩn thận là được. Lục Thạc cũng hơi dịu giọng một chút. Nhưng cô vẫn cảm giác vô cùng bất mãn với Hồ Cửu. Lúc trước quả thật cô có tình cảm với anh, chỉ là qua nhiều năm anh bật vô âm tính thì tình cảm đó với dần, còn lại cũng chỉ là tình nghĩa. Khi anh về lại làm cô thất vọng vô cùng, từ một thanh niên ưu tú ngày nào giờ lại trở nên bụi bặm phong xương, không hề làm gì ổn định, cứ như những tên côn đồ mà đánh đánh chém chém. Lục thạc thở dài. Rất nhanh bọn họ đã đến biệt thự Nhật Hạ. Hồ Cửu nhìn thấy chiếc xe kia vẫn ở khoảng cách nhất định, lại cũng không có biểu hiện gì, cũng không thể hiện định ý. Em từ đây đi vào, sau này cẩn thận chút. Hồ Cửu nhanh chóng mở cửa xe. Anh cũng không lái xe vào trong như mọi khi, dù sao lão Lý cũng đã ở đây bảo vệ cha con lục thạc, anh cũng yên tâm một chút. Trước mắt cần xem chiếc xe kia muốn làm gì, để họ biết nơi ở cũng không phải chuyện hay ho gì. Anh, không đi vào, lục thạc nhíu mày hỏi. Vẫn còn chút chuyện, anh sẽ về nói chuyện với em sau. Hồ Cửu vẫn nhẹ nhàng nói, hiện tại làm rõ mọi chuyện, bảo vệ an toàn mọi người mới là chuyện cần làm, những chuyện khác có thể nói sau. Dù sao cha cũng chờ em từ hôm qua, có lẽ rất lo. Anh như có như không dặn dò cô, ừ, cố gắng về sớm, tôi cũng muốn nói chuyện cho rõ với anh. Lục ta hát si nghiêm nghị nói, anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù sao chuyện kia anh cũng chưa biết xử lý thế nào. Vợ đang muốn ly hôn anh nha, thái độ kiên quyết vô cùng, anh cũng chưa biết phải làm sao. Chờ lục thạc vào trong khuất bóng, anh chắc chắn cô đã an toàn thì bắt đầu lái xe đi tiếp. Anh chạy tới một đoạn đường cao tốc, chiếc xe đen kia vẫn bám theo anh, tốc độ vẫn duy trì giữ khoảng cách với anh. Thú vị, Hồ Cửu nhếch môi cười. Anh thắng gấp, cua gắt xe quay ngược lại đối đầu với xe màu đen kia, chiếc xe kia cũng dừng lại. Cả hai chiếc xe đối đầu nhau, cũng không bên nào chịu tiến tới. Đột nhiên, Hồ Cửu nhấn ga hết tốc độ, chiếc xe của Hồ Cửu là xe địa hình, nhìn bề ngoài không hề có sự sang trọng bóng bẩy của chiếc xe đắt tiền, nhưng động cơ cực mạnh, đây là xe địa hình, vượt mọi chướng ngại. Cho nên những chiếc xe đắt tiền ngoài kia thực sự chỉ sang trọng đẳng cấp còn động cơ thì không thể chuyên dụng bằng xe của anh. Rừng, chiếc xe đen ban đầu không nhúc nhích, nhưng có lẽ cảm thấy hồ cửu muốn tông trực diện họ, nên đã đánh lái qua một bên. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên từng đợt khói. Cạch, một người đàn ông ăn mặc lịch sử bước xuống xe, tỏ vẻ cung kính cúi đầu về phía xe hồ cửu. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn tìm cơ hội nói chuyện với cậu. Người đàn ông đứng tuổi cách xe hồ cửu khó gần, ông ta nói to, Đủ để anh nghe thấy. Hồ Cửu cũng khoan thai bước xuống xe, "Có chuyện?" Hồ Cửu âm trầm hỏi. Cả người anh dựa vào xe, cảm giác anh rất vì tiện nhưng trên người anh luôn có một loại áp lực vô hình. Người đàn ông lớn tuổi kia nhìn qua cũng là người có hiểu biết, lăn lộn trong xã hội này. Nhưng nhìn tới Hồ Cửu vẫn vô thức mà cúi đầu. "Tôi có thể tới nơi khác nói chuyện không?" Người đàn ông này nhẹ nhàng yêu cầu như sợ Hồ Cửu không chịu đi. "Không, cứ nói đi." anh không muốn bị sắp đặt. Đến một nơi nói chuyện chi bằng cứ nói thẳng. Đây, chuyện này rất quan trọng. Về thân thế của cậu, người đàn ông này có chút cẩn trọng, vừa nói vừa quan sát nét mặt của Hồ Cửu. Tôi là người Hồ Gia, Hồ Lâm. Xét về thứ bậc cậu cũng có thể gọi tôi một tiếng chú. Nói xong lời này Hồ Lâm hơi thở ra một chút. mươi 79 còn có một thân phận khác. Hồ Cửu cảm thấy thật nực cười, từ một kẻ mồ côi phải nương tựa người khác, trở thành người có họ hàng rồi. Tôi không biết là bản thân lại có một người chú đấy. Giọng nói lạnh băng của Hồ Cửu làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Này, nói rất dài, Hồ Lâm vẻ mặt có chút khó xử. Thật ra Hồ Cửu chính là con trai của Hồ Thùy, tiểu thư duy nhất của Hồ Gia, năm đó Hồ Tiểu Thư có thai khi còn chưa đính hôn. Hồ Gia vì sợ tai tiếng nên giam Hồ Tiểu Thư ở một biệt thự ở thành phố nhỏ, cô sinh hạ một bé trai, Đương nhiên là Hồ Gia không chấp nhận đứa bé mang họ Hồ. Chỉ là Hồ Tiểu Thư kiên quyết đặt tên con là Hồ Cửu, sau đó gửi cậu vào trại trẻ mồi côi ở thành phố Gia. Hồ Tiểu Thư biết, đứa bé nếu về Hồ Gia chỉ có một kết cục thê thảm, chẳng thả ở bên ngoài tự do, mang theo hy vọng của cô. Nhưng điều Hồ Tiểu Thư không ngờ tới nhất chính là trên đường về lại Hồ Gia ở phía Bắc thì cả đoàn gặp tai nạn. Hồ Thúy mất tại chỗ, người tùy tùng năm đó sống sót chỉ còn có Hồ Lâm, mà Hồ Thúy là chị của ông. Cả hai chị em ông luôn có tình cảm thân thiết với nhau. Sau chuyện năm đó, ông cũng không nhắc tới đứa con của chị gái, Hồ gia cũng không truy cứu xem ai là cha đứa bé, cũng mặc kệ đứa bé tự sinh tự diệt. Không phải Hồ gia không biết sự tồn tại của Hồ Cửu, chỉ là không muốn dính dáng tới đứa bé làm họ thấy xấu hổ. "Dài, tôi nghĩ không cần nói, lúc trước ra sao giờ cứ như vậy. Tôi không mong mình lại có người thân từ trên trời rơi xuống." "Không, nói cho đúng là tôi không cần Hồ Cửu càng nói, càng lạnh băng. Anh không quan tâm cái gì đó là gia tộc lớn chống đỡ, dù sao trước giờ anh cũng là trẻ mồ côi, cứ như vậy là tốt nhất. Hồ Gia là gia tộc lớn, cậu nên suy nghĩ, Hồ Lâm nhíu mày. Thực sự mà nói ông ta xuất thân từ gia tộc xếp bậc nhất nhì đất nước, nên những suy nghĩ tư duy của các gia tộc đã ăn sâu từng thành viên. Hồ Lâm luôn vì tình cảm của chị gái muốn tìm lại đứa cháu đáng xấu hổ này, chỉ là ông ta cho rằng nghe tới Hồ gia thì bất kỳ ai cũng phải vui mừng mới phải. Nếu không phải Hồ gia đang gặp biến động, mà Hồ cửu nhiều năm trước xem ra cũng có chút năng lực, giờ tuy có chút trật vật nhưng Hồ gia cần dùng người, tiền bối Hồ gia chấp nhận cho đứa cháu này quay về là tốt rồi. Không cần, về nói với đám người Hồ gia kia, tôi không cần. Tốt nhất đừng cho tôi biết các người có dính dáng tới chuyện hãm hại tôi cùng Dung vị mấy năm trước. Nếu không, anh cũng không nể tình mà cảnh cáo. Còn về thân phận của mình, anh nhiều lần điều tra quả thực không tìm ra chút gì liên quan tới Hồ gia. Nhưng dù làm thế nào vẫn không thể tra ra được thông tin gì, hiện tại là có người Hồ gia đến tìm nói rằng là chú anh. Đùa sao? Điều này chứng tỏ bọn người gia tộc lớn chính là sợ thân phận của anh, như vậy anh cũng đoán thân phận của bản thân cũng không có gì hay ho nên bọn họ mới làm như thế. Có lẽ thân phận của tôi cũng không có gì hay nên các người mới như thế nếu không đã tìm tôi từ nhiều năm trước mới phải, đã vậy cần gì tìm tôi. Hồ cửu tôi không cần các người, nói xong anh lên xe lạnh lùng rời đi, mặc kệ Hồ Lâm đứng chết chân tại chỗ. Ông ta vì niệm chúc tình chị em thuở xưa, ngoài khoảng thời gian 5 năm không điều tra được Hồ Cửu đi đâu làm gì ra thì cuộc sống Hồ Cửu đều được điều tra kỹ. Ai mà ngờ Hồ Cửu lại ngông cuồng như vậy? Hừ, đúng là tuổi trẻ, vẫn chưa biết trời cao đất dày là gì. Hồ Lâm hừ lạnh cũng lên xe ông nói với người lái xe, cậu điều tra một chút, xem nó thế nào. Thiếu thốn có thể hỗ trợ, dù sao chỉ tôi ra đi cũng còn mỗi nó, tuy thân phận đáng xấu hổ nhưng xem như đây là chút tình nghĩa còn lại của tôi đi. Hồ Lâm tự cho là đúng có chút thở dài. Cha ra được thân phận chiến thần cùng người thần bí kia chưa? Thế lực của người thần bí kia ngày càng lớn, tôi không muốn hổ ra lại sai đường. Ông ta như chợt nhớ gì đó rồi nói, thân phận chiến thần tuyệt đối bảo mật, ban chính trị cũng không có mấy người biết. Còn người thần bí kia càng bí ẩn hơn, vô tung vô ảnh. Tài xế bác, cũng là trợ lý của Hồ Lâm cung kính trả lời. Hồ Lam trầm tư lắc đầu, Hồ Gia tuy trước giờ đều là một trong những gia tộc đứng đầu. Nhưng thế hệ sau của Hồ Gia không ai nổi bật, thậm chí có phần xa sút Vì giữ hình tượng, bọn họ vẫn xây dựng những người thế hệ sau một vỏ bọc ưu tú. Tuy nhiên sự thật ra sao bọn họ biết rõ, điều bọn họ cần là tìm người ưu tú hỗ trợ hồ gia. Tất nhiên công lao hay mọi thứ đều do những người hồ gia đón nhận, đó cũng là lý do hồ lâm tìm hồ cửu. Dù sao tìm người ngoài cũng cần cho người nhà một cơ hội, huống hồ đây là cơ hội tốt để hồ cửu có thể về hồ gì. Chỉ là ông không ngờ mọi chuyện lại khó khăn vậy, tạm ở đây vài ngày đi. Dù sao chiến thần cùng người thần bí kia cũng đang ở đây, tuy không rõ là ở đâu và làm gì, nhưng tin tức của chúng ta hẳn không sai nhiều một trong hai cũng được. ông ta ra lệnh cho tài xế bác. vâng, tôi sẽ sắp xếp một chút. tài xế bác nhanh chóng lái xe đi. hồ cửu bên này nhanh chóng về lại căn cứ núi hàng. hiếu thủ, cha cho tôi. tra mọi thông tin liên quan về tôi, một điểm cũng không bỏ sót. tra cả hồ ra, bí mật của họ dù là cọng lông tơ cũng tra cho ra cho tôi. chuyện này tuyệt đối bí mật, hiểu chứ? anh nhanh chóng phân phó thân tín của mình. hiếu thủ nhìn thái độ của hồ cửu cũng đoán vài phần là ai đó chọc giận anh. Nhưng anh ta không dám hỏi, chỉ là hơi chần chừ. Có gì sao? Hồ Cửu thấy thái độ của hữu thủ thì chợt hỏi, hồ gia bên kia cũng là người nhúng tay trong trận truy đuổi dung vị lần này. Gia tộc lớn thường rất khó điều tra, hữu thủ thẳng thắn nói. Khó sao? Cần thì trực tiếp bắt người đánh cho tới khi khai mới thôi. Hồ Cửu lạnh giọng nói, vẻ mặt của anh không khác gì Atula hiện thân. Hữu thủ hơi lùi một chút, có một cảm giác sợ hãi vô hình. chương 80, Hồ Gia hiếu thủ cảm nhận rõ sự nguy hiểm trên người Hồ Cửu, anh ta cảm nhận được uy áp này của Hồ Cửu chỉ thấy ở trên chiến trường, trong những lần sinh tử trong mảy may. Chỉ là hiện tại, dù là Hồ Gia có nhúng tay vào chuyện dung vị thì với tác phong của Hồ Cửu cũng sẽ từ từ mà chơi chết bọn họ. Nhưng anh lại để người điều tra, Hồ Gia cùng Hồ Cửu có quan hệ sao? Nghĩ đến đây hiếu thủ cũng không dám suy đoán lung tung, nếu như quả thực hồ gia có quan hệ với hồ cửu vậy thì hồ gia fan này xong rồi. Tôi sẽ cố gắng báo kết quả cho ngài. Hữu thủ cung kính, không còn bộ dạng đùa giỡn như thường ngày. Anh ta biết rõ khi nào nên vui khi nào nên nghiêm túc, ở cạnh hồ cửu không phải chỉ mới một vài ngày, điều này anh ta nắm rõ. Đi đi, hồ cửu xua xua tay, thu lại khí thế vừa rồi. Anh ngồi trong phòng kín, tự mình ngẫm nghĩ một chút. Dung vị vừa ra tù thì Hồ Gia cùng các gia tộc khác tham gia truy bắt người. Hồ Gia đang yên đang lành tìm anh, nếu như anh ta có thân phận khó nói thì với tác phong bọn người gia tộc danh giá kia chỉ có thể vứt bỏ mà thôi. Bọn họ không thiếu một thành viên, mà người chú Hồ Lâm từ trên trời rơi xuống kia của anh cũng không hề có chút thành ý nào, dáng vẻ lúc nãy chính là bố thí. Tôi muốn xem là Hồ Gia các người muốn gì, Hồ Cửu nhếch mép bình tĩnh nói. Hồ Lâm bên này sau khi an ổn về biệt thự ở thành phố ra thì bắt đầu huy động nhân lực tìm tung tích chiến thần cùng người thần bí mới nổi của thế giới ngầm. Dù cho cha thế nào thì thông tin vẫn rất mờ nhạt, không có tiến triển gì cả. Chiến thần còn xem như là cơ mật, chúng ta không tra ra cũng thôi. Nhưng người kia là ai chứ? Khuấy động đảo lộn mọi thứ, hiện tại hầu như các thế lực lớn ở thế giới ngầm đều theo người kia, nếu chúng ta không nhanh lên e là, hồ lâm nhíu mày, xoa xoa mi tâm, cảm giác có chút khó khăn. Bao năm qua Hồ Gia Hưng Thịnh không suy cũng là có lý do, người Hồ Gia luôn ở trong ban chính trị, nếu không làm chính trị cũng là nắm giữ gia nghiệp lớn, khuếch trương thanh thế. Mà để làm được vậy họ phải móc nối rất nhiều mối quan hệ, cả đen lẫn trắng. Đừng nghĩ gia tộc lớn đều trong sạch, bọn họ ai mà không có úp ngửa bàn tay, đen trắng không quan trọng, mà cái chính là lợi ích lâu dài. Tuy cha không ra tung tích cụ thể, nhưng dấu vết để lại thì chiến thần cùng người kia đều đang ở đây tài xế bác cẩn trọng báo chút tung tích đó không giúp được chúng ta là mấy hồ lâm vẫn không cảm thấy hài lòng ông ta gõ gõ tay trên chiếc bàn trà cảm giác vô cùng bế tắc đám người gia tộc khác đang muốn nổi lên bọn họ châm anh thế phiệt không ít bên vinh gia cũng đã hành động vinh tiểu thư bên đó cũng đã đính hôn với trần thiếu của trần gia đều là gia tộc ngang hàng với hồ gia còn là liên hôn một người nằm trong ban chính trị, một người là chủ tịch tập đoàn quốc gia. Cậu xem đi, chúng ta có ai? Hồ Lâm chán nản nói. Không phải Hồ Gia không có người, mà quả thực đời sau của Hồ Gia xem như thụt lùi, không người tài giỏi, cũng không kẻ cầu tiến. Hồ Đại thiếu gia Hồ Tiêu thì ăn chơi chắc táng, không vướng lùm xùm cũng nhờ người chú là ông đứng ra giải quyết hậu quả. Còn những hàng con cháu khác sao? Không hy vọng. Học vấn không cao, cũng không bằng người, kẻ được chút thông minh thì không thọ nổi. Hồ tiêu bên kia còn duy chỉ được bao lâu tôi không rõ, nhưng cần tìm người làm thay nó mọi chuyện, tìm người nhận thay mọi thứ cho nó. Nếu không tôi cần phải nhận hồ cửu về hồ gia sao? Giọng nói lạnh băng của hồ lâm càng tàn nhẫn. Nhận lại hồ cửu về hồ gia trong thâm tâm ông ta cũng không mong muốn, chỉ là niệm tình chị gái đã mất, còn có gia tộc hồ gia cần người đứng ra hứng mọi búa rìu dư luận. Tất nhiên hồ gia cũng sẽ đảm bảo cho người đó một đời không lo nghĩ mà người có thể chỉ có hồ cửu. Thân phận xấu hồ của hồ cửu bước vào hồ gia, dù là điều tiếng xấu đi nữa, hồ gia cũng sẽ xem đó là đứa cháu thất lạc được yêu thương chiều chuộng, còn dư luận thì chỉ mọi thứ về người cháu này. Hồ tiêu cùng những người khác không cần lo nghĩ, mà phía bên ban chính trị cũng không thể nắm thóp bọn họ. Liên lạc lại với hồ cửu đi. Tôi tin nó chỉ một phút bốc đồng, chắc hiện tại cũng hối hận rồi. Bước vào hồ gia không phải ai cũng có thể mà nó đang cần chúng ta. Hồ Lâm chợt nhớ ra gì đó liền phân phó tài xế bác. Anh ta vừa rồi có vẻ rất kiên quyết, tài xế bác ngập ngừng nói. Có lẽ Hồ Lâm ở Hồ ra quá lâu cảm giác ai cũng thua kém mình, còn tài xế bác là kẻ hầu người hạ, nhìn Hồ Cửu liền có cảm giác phục tùng. Mà cảm giác đó làm sao có trên người một kẻ không ra gì. Trong lòng anh ta vẫn có chút lo lắng, thái độ của Hồ Cửu quá rõ ràng, không rõ tại sao Hồ Lâm vẫn kiên quyết như thế nhưng lời ông chủ nói kẻ làm thuê như anh ta không thể nói ra được thành lời chỉ có thể âm thầm gật đầu rồi đi làm việc sau khi tài xế bác ra ngoài hồ lâm bấm điện thoại gọi cho ai đó anh cả anh quản cho chặt hồ tiêu đi bên này không mấy thuận lợi nếu ở đó còn có chuyện thì em không chắc có thể xử lý được đâu ông ta trầm giọng nói chú thì giỏi rồi các lão tiền bối tin tưởng chú giao việc cho chú sao nào muốn lấn tới rồi muốn làm chủ hồ ra hồ bách nhân mỉa mai nói ở đầu dây bên kia hừ anh cả nên nhớ tôi làm là vì ai tôi tranh cho tôi sao tôi có con cái sao anh nên tỉnh táo đi hồ lâm tức giận muốn quát chú nên nhớ vị trí của mình là tốt nhất cá chết lưới rách mấy lão già kia cũng không làm gì được tôi đâu hồ tiêu nó cũng không làm gì quá đáng chú đừng nghĩ không có chú thì không ai lo được hồ bách nhân không chịu yếu thế hồ lâm cũng không biết phải nói sao với người anh cả này đây là hàm hồ quá đáng rồi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 81, cơ hội. Hồ Gia Phương Bắc. Hồ Bách Nhân bên này thiếu kiên nhẫn, cũng không muốn giải dòng cũng người em này nên đã cúp máy. Mà Hồ Lâm bên kia thì thở dài không thôi. Cậu chủ đâu, Hồ Bách Nhân quát người giúp việc. di thẩm đang bê một tách trà thì hơi rung tay do tiếng quát lớn, chút trà nóng bị sánh ra ngoài dính vào người Hồ Bách Nhân. Dạ, dạ, Cậu chủ ra ngoài từ đêm qua chưa về ạ. À? Di thầm hơi run run cúi đầu không dám nhìn hồ bách nhân. Ông ta tức giận hết vỡ chén trà nóng, nước cùng mảnh vỡ văng vào người đi thầm, nhưng bà không dám né tránh. Bà làm giúp việc ở đây lâu rồi, bà còn đứa cháu nhỏ phải sống nhờ vào tiền lương của hồ gia, dù nhà họ đối xử với bà hà khắc nhưng bà cũng không dám nghỉ ngày nào. Dù đứa cháu của bà có ốm đau bà cũng không dám nghỉ một ngày nào, việc bị thương như cơm bữa, có lẽ bà quen rồi, chịu chút thương tích, nhận được tiền lo cho cháu là đủ hư một lũ vô dụng có chút việc giữ cậu chủ ở nhà cũng không xong hồ gia nuôi các người làm gì hả hồ bách nhân đang tức giận với hồ lâm tiện đà trút giận lên người gì thẩm quả thật hồ bách nhân trong hồ gia cũng chỉ có thể bắt nạt được người làm lời nói của ông ta hầu như không có giá trị gì cả hồ tiêu suốt ngày ăn chơi trác táng không lo lắng gì về cơ nghiệp hồ gia tiền bối trong nhà đều là người đã có tuổi họ nhìn rõ hồ ra dòng chính hầu như không có ai có năng lực hồ lâm lại không con cái cách duy nhất là để hồ lâm gánh vác tìm cách để hỗ trợ hồ tiêu mà hồ bách nhân ghét nhất chính là sự không lo nghĩ của con trai còn người em trai lại vượt mặt ông khi nào nó về bảo nó vào gặp tôi ngay nghe không ông ta vẫn to giọng quát tháo dường như chỉ như vậy ông ta mới cảm thấy được sự tồn tại của bản thân mình trong hồ ra vâng gì thầm nén đau dọn dẹp mảnh vỡ cúi đầu thật thấp. Thành phố gia bên này bị hồ cửu khuấy động nhiều ngày, dường như cũng yên tĩnh lại. Các thế lực ngầm cho đến giới chính trị đều ổn định, có thể nói ở thành phố ra giới hắc bạch không còn danh giới. Mà không một ai biết người bí ẩn đứng sau các thế lực ngầm mới kia lại là chiến thần vang danh. Có người đang điều tra tung tích của ngài. Chuyện này nên làm thế nào? Lão Lý Kính cần báo cáo, có biết được là ai không? Hồ Cửu Bình thản hỏi. Ngoài hồ ra còn có vinh ra, còn một thế lực chưa tra ra là của bên nào. Lão Lý vẫn tiếp tục nói rõ, Lão Lý cũng là một nhân tài, ông ta ở trong chốn quan trường này quá lâu, lươn lẹo hay âm mưu hại người ông ta rõ hơn ai hết. Chính vì vậy, hồ cửu mới để ông ta lo liệu an toàn cho lục thạc cùng lục chỉ, anh có lòng tin vào người này. Còn có hồ gia? Vâng. Gần đây các gia tộc lớn phương Bắc có nhiều biến cố, họ có lẽ cần củng cố thế lực. Hôn sự giữa các gia tộc này diễn ra liên tục, có lẽ sắp có thay đổi, lão Lý cũng nhìn ra các gia tộc này có dị động. Thường thì hôn nhân kết nối gia tộc không nhiều như thế, hiện tại có 6 gia tộc lớn ở phương Bắc, cũng xem là đại gia tộc của cả nước Đông Uy. Nhưng lại có đến 4 gia tộc gấp rút công bố việc kết hôn, bình thường hôn nhân gia tộc lớn chỉ công bố sau khi họ làm lễ xong. Lần này lại khác, công bố kia nhằm muốn tuyên cáo sự liên kết của các gia tộc với nhau. Đây biểu thị điều gì? Chính là vị thế của các gia tộc. Hồ ra bên kia có dị động thì báo tôi. Đồng thời điều tra thế lực bí ẩn kia cho tôi. Không đủ nhân lực có thể tìm thúc trì. Hồ cửu nhếch miệng nói chuyện gia tộc lớn trước nay anh không mấy quan tâm, chỉ là họ muốn nương tựa vào thế lực lớn hơn để phô trương thì cần phải xem bản thân đáng hay không. Sắp tới tôi muốn đến phương bắc, chưa nói đến chuyện khác, ít nhất thế lực chính của chúng ta phải nằm giữ ở đó. Ông thu xếp làm cho xong việc tôi giao, cùng đi với tôi. Hồ cửu nhìn lão lý có chút đánh giá. Lão Lý nghe tới chuyện sẽ tới phương Bắc phát triển, đó xem như là mơ ước cả đời của ông, khôn ngờ theo hồ cửu chưa được bao lâu đã có thể đến đó. Chỉ là, hiện tại ông cũng không còn chức vụ gì nữa, cảm giác có chút hụt hẫng cùng tiếc nuối. Ông không cần buồn, là đi phương Bắc, cũng là muốn chuẩn bị cho ông một vị trí. Dù sao ban chính trị cũng nên có người của chúng ta. Hồ cửu nhìn ra ánh mắt hụt hẫng của lão Lý, không phải là anh thương hại hay tin tưởng lão Lý, mà anh hiểu người này dù phản anh cũng không sao sống được với ban chính trị với mới nói tiếp đi sợ rằng lão lý còn phải dựa vào anh mà sống đó nếu lão lý đủ thông minh sẽ thấy rõ điều này thật ánh mắt lão lý sáng lên như vừa nghe một chuyện gì đó khó tin lời tôi nói có giả sao hồ cửu đứng lên giọng nói khẳng định cứ dựa theo những gì tôi phân phó tôi còn có việc vừa dứt lời anh đi thẳng ra cửa để lại lão lý một mình ngẩn người ông ta vẫn chưa tin rằng đây là sự thật. chương 82, tìm tới. Hồ Cửu muốn về lại biệt thự Nhật Hạ, anh biết vẫn phải đối diện với lục thạc, nhiều năm qua anh để cô bơ vơ, đến giờ quay về vẫn chỉ lo việc bên ngoài. Anh thực sự cảm thấy ái náy với cô. Dừng trước cửa biệt thự, Hồ Cửu có chút đắn đo, anh hỏi thở dài. Dù anh có vùng vẫy trên chiến trường, lạnh lùng với kẻ thù, cũng không làm Hồ Cửu bất an như bây giờ. Nhưng anh còn chưa vào cổng, lại thấy chiếc màu đen hôm trước dừng trước khu biệt thự. Hồ Cửu nhíu mày một chút, vội đi vào trong. Cậu là, Lục Chỉ nhìn người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lịch sự có chút khách khí. "Tôi là trợ lý bác, người của Hồ gia Phương Bắc, muốn tìm Hồ Cửu." Bác Tư Văn chủ động nói rõ thân phận. "Hồ gia, Phương Bắc," Lục Chỉ có chút mơ hồ, nhưng ông cũng hiểu rõ, ở Phương Bắc là nơi các gia tộc lớn tập trung. Thái độ Lục Chỉ có thêm vài phần khách khí. "Mời cậu vào nhà." bác tư văn vừa vào cửa thì từ xa hồ cửu đã thấy một bóng dáng đi vào anh có dự cảm không lành nhanh chóng vào nhà vừa vào cửa hồ cửu đã thấy người tài xế đi cùng hồ lâm hôm trước đang ngồi ở phòng khách có chuyện gì hồ cửu lạnh giọng hỏi anh vô cùng khó chịu họ có thể tìm đến anh có thể làm phiền anh nhưng lại làm phiền tới người nhà anh là điều không tốt ngữ điệu của anh vô cùng lạnh lùng cảm giác như nhiệt độ của không khí xung quanh giảm đi đáng kể trợ lý bác cảm giác lạnh sống lưng cậu hồ tôi thừa lệnh ông hồ đến tìm cậu trợ lý bác đứng lên khách khí nói thái độ của cậu có vẻ tốt hơn anh ta hồ cửu thấy thái độ của trợ lý bác cũng dịu đi đôi chút phải nói trợ lý bác này rất biết nhìn người có chút được việc mà hồ cửu là người rất thích người có năng lực chỉ là người kia ở trái tuyến với mình cũng không vì tán thưởng trợ lý bác mà hồ cửu quên đi sự khó chịu bị quấy dày anh nên biết đây là nhà riêng không nên đến phiền vợ tôi cùng cha vợ vợ tôi chứ. Hồ Cửu ngồi xuống ghế, thái độ vô cùng bất cần. Hồ Cửu, không nên bất lịch sự với khách, Lục chỉ nhận ra sự khó chịu của anh. Dù sao người kia cũng là từ hồ ra mà tới, gia tộc lớn cũng không phải dễ nói chuyện. Cha à, họ là tới làm phiền chúng ta, cần phải lịch sự sao? Họ đã lịch sự chưa? Hồ Cửu hợp tình mà nói. Lục chỉ suy nghĩ lời Hồ Cửu nói rất đúng, thường muốn gặp sẽ phải hẹn trước, nếu là có việc gấp cũng sẽ liên hệ trước khi đến. Bác Tư Văn đến quá đường đột, Lục chỉ ngẫm lại dù sao họ là người gia tộc lớn, mà gia đình Lục Gia hay Lục Thạc, Hồ Cửu cũng chỉ là hạng tép siêu. Người có gia tộc lớn đến làm phiền phải xem đó là phúc phần mới đúng. Dù sao cũng là khách quý, nên giữ lễ. Lục chỉ nghiêm giọng Ông ta dù sao cũng xuất thân gia tộc có tiếng ở thành phố ra, nói gì thì nói cũng hiểu biết một hai hồ cửu nhiều năm lăn lộn bên ngoài có lẽ cũng quên đi lễ nghĩa từ trước. Cậu bác bỏ qua cho. Con rể tôi có chút vì tiện, lục chỉ nhẹ giọng cười nói. Không sao, không sao, trợ lý bác cười xua tay. Hôm nay tôi đến chính là vì chuyện hôm trước ông Hồ đã nói với cậu, người lớn Hồ Gia đều đồng ý cậu về lại gia tộc. Chỉ cần cậu dốc sức, Hồ Gia vẫn không bạc đãi cậu, mà cậu còn được xem như thành viên Hồ Gia. Trợ lý bác khách khí nói, trong ngữ điệu cũng có nhấn nhá. Y muốn nói Hồ gia bên kia đã đồng ý, Hồ Cửu chỉ cần gật đầu mọi chuyện xem như xong, mà sau này một nhà Hồ Cửu không cần lo ăn lo mặc. Anh ta đã điều tra qua hoàn cảnh hiện tại của Hồ Cửu, sau khi anh quay về thì đưa Lục Thạc cùng cha vợ ra riêng. Mà không hề có tung tích gì về 5 năm trước đó, chỉ biết sau đó thì anh mua căn biệt thự này, lại không có nghề nghiệp gì. Lục Thạc vợ Hồ Cửu lại có chút năng lực, có thể leo lên vị trí giám đốc của tập đoàn Sunny tuy chưa thể so sánh với sản nghiệp Hồ Gia, nhưng có thể mua nhà đắt đỏ nhất khu này, hỗ trợ tài chính cho Hồ Cửu mua nhà cho cha mẹ dung vị. Lại có thế làm tới chức vị giám đốc tập đoàn thì không phải là dạng vừa, trợ lý bác đánh giá khá cao lục thạc. Anh ta cho rằng mọi thứ Hồ Cửu làm ra cũng do lục thạc một tay gây dựng, anh bao năm bôn ba trở về cũng chỉ tay trắng, hoàn toàn không tra ra có chút kinh tế nào. Xem ra nhiều năm như thế có lẽ là ở ẩn chờ thời. Dung vị bên kia được cứu ra lại có vết tích của người bí ẩn trong thế giới ngầm giúp đỡ. Muốn lôi kéo Dung vị, muốn đạt được chỗ tốt chỉ có thể xuống tay chỗ Hồ Cửu. Mà không chỉ anh, dù là Dung vị hay gia đình vợ anh cũng sẽ được chiếu cố. Đây là đãi ngộ vô cùng tốt, trợ lý bác tự tin nói. Hồ Cửu nhíu mày, nhìn trợ lý bác một chút, tốt như thế sao các người không tìm người khác, cứ phải là tôi? Anh lạnh nhạt hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào người trợ lý bác làm cho anh ta có chút không tự nhiên. Anh ta cũng không thể nói là vì hồ cửu cùng người nhà hồ cửu giúp hồ gia cùng cậu chủ hồ tiêu được. Dù sao hồ gia cũng có thể kiếm người khác, chỉ là tình nghĩa cũ của ông hồ với chị gái mới nhớ tới đứa cháu này. Đây không phải vì cậu mang họ hồ sao, trợ lý bác cười giảng hòa. chương 83, Mâu Thuẫn Hồ cửu nghe trợ lý bác nói vậy thì vô cùng khó chịu, đều mang họ hồ sao. Vậy lúc anh bơ vơ, lúc bị người người trà đạp coi thường thì hồ ra có nhớ tới có người thân mang họ hồ này không? Nếu là vậy tôi có thể đổi họ. Dù sao tôi cũng là kẻ không cha không mẹ, đổi một cái họ cũng không có gì khó. Anh vẫn bình thản tự rót nước, nhấp một ngụm rồi nói. Thái độ của hồ cửu làm cho bác tư văn vô cùng bất ngờ, phải biết dù là làm công cho hồ ra cũng có nhiều phúc lợi đáng kể, chứ đừng nói là người thân của hồ ra. Đại gia tộc cần nhất là mặt mũi, vì vậy từng người ở gia tộc bọn họ dù là người làm công cũng sẽ được gia tộc dành cho một số đãi ngộ nhất định. Ví như gì thầm, chưa nói đến mức lương cao đáng mơ ước, mà ngay cả cháu của bà đang bị bệnh nặng hành hạ cũng đang được điều trị tại bệnh viện tầm trung của tỉnh. Không chỉ vậy, đứa bé còn được chăm sóc tốt hơn so với những người ở đó, ít nhất đó là phúc lợi lớn lao đối với những người bình thường. Anh Hồ, anh đừng bốc đồng. Anh nên cảm thấy vì cái họ này mà anh có được nhiều may mắn hơn người khác. Trợ lý bác có chút mất kiên nhẫn, "Hồ Cửu, đừng hồ nháo. Con không biết gia tộc Phương Bắc là gia tộc lớn sao? Dù một gia tộc bất kỳ nào cũng sẽ giúp con tốt hơn." Lục Chỉ Quả thật nhìn thấy chút ánh sáng hy vọng, ít nhất ông cũng muốn con rể của mình có chút tiền đồ, Lục Thạc gánh vác cả gia đình đã cực khổ lắm rồi. Nếu Hồ Cửu quả thực là người Hồ gia Phương Bắc thì đây là chuyện đáng vui mừng, như vậy tương lai của bọn họ không phải được đảm bảo rồi sao? "Cha có chuyện gì mà to tiếng vậy?" lục thạc từ trên đi xuống. Cô nghe tiếng nói chuyện, cũng biết có người, ban đầu cô nghĩ là hồ cửu về thôi. Nhưng nghe thấy giọng nói xen lẫn nhiều tiếng vang, cô tò mò đi xuống xem sao. Lại vừa lúc lục chỉ đang trách hồ cửu quá hồ nháo, làm cho lục thạc có chút bất ngờ, trước giờ cha cô không mắng ai như vậy. Con xem đi, chồng tốt của con đó. Hồ Gia Phương bác muốn nhận nó về, vậy mà nó không biết điều, còn làm cao. Lục chỉ vừa nói vừa giận. Phải biết cơ hội được gia tộc lớn nhận làm thành viên là không nhiều, tuy chưa rõ thân phận của Hồ Cửu và Nội Tình là gì, nhưng được nhận đã là một chuyện tốt. Như Lục gia, dù là gia tộc không mấy tiếng tăm, nhưng người Lục gia cũng không hề có chuyện chủ động nhận họ hàng. "Đây là chuyện của con, mong cha đừng can thiệp." Hồ Cửu nghiêm túc nói. "Vốn dĩ anh cùng Lục Thạc đã căng thẳng lắm rồi, anh không muốn thêm chuyện phiền cho mọi người." "Sao anh lại ăn nói với cha như vậy?" tuy chưa biết là gì nhưng tôi tin là cha chỉ muốn tốt cho anh lục thạc trước đó đã có mâu thuẫn với hồ cửu hiện tại lại thêm chuyện này cô cảm thấy hồ cửu quá mức tự cao dù không có gì cũng tự đề cao bản thân thái quá rồi đây có lẽ là lục tiểu thư tôi là trợ lý bác của hồ gia phương bắc đã nghe danh lục tiểu thư từ lâu trợ lý bác dịu giọng lịch sự chào hỏi nhìn thấy lục thạc anh ta cảm thấy cô gái này khí chất hơn người xinh đẹp lại có cá tính theo điều tra hồ cửu không hề có một khoản tài chính rõ ràng nào vậy những gì hiện tại chắc chắn do lục thạc lo liệu một người phụ nữ có thể làm ra được như vậy lại còn xinh đẹp quả thật khiến người khác nể phục ban đầu anh ta còn cảm thấy hồ cửu có chút bản lĩnh nên mới tự cao nay xem ra quả thực hồ cửu có cái tôi quá lớn anh hồ dù sao hồ ra bên kia cũng không phải tầm thường nếu họ đã muốn nhận anh thì có hàng ngàn cách đây xem như là quá xem trọng anh rồi nếu không anh cũng biết đại gia tộc luôn có nhiều cách để anh về lại, mà không phải là mời, chính là cầu xin, trợ lý bác cũng không muốn vòng vo với hồ cửu, dù sao nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là tìm cái bia, một con chốt thí cho hồ gia. Suy cho cùng hồ gia quả thực có nhiều cách để xử lý hồ cửu, chỉ là ông chủ hồ lâm còn niệm chút tình cũ mới để anh ta đến đây bàn chuyện. Nếu là hồ bách nhân, e là đã đem người tới cưỡng ép lôi đi, không thì cũng để anh đến hồ gia quỳ lại van xin. Ồ, nhiều cách ý các người là giống như việc hãm hại tôi cùng dung vị năm năm trước hay muốn nói là đại gia tộc có nhiều mưu hèn kế bẩn hồ cửu cũng không chút khách khí hồ cửu lục chỉ lo sợ quát dù sao đại gia tộc vẫn là đại gia tộc họ nói được làm được lục gia chính là minh chứng rõ nhất chỉ cần có lợi lục gia không tiếc hy sinh vài người huống hồ là gia tộc danh giá phương bắc sợ là thủ đoạn còn cao minh hơn tàn nhẫn hơn nghĩ tới con gái của mình lục chỉ quả thực lo sợ tương lai con gái theo hồ cửu sẽ không thể sống nổi anh đừng hồ nháo nữa chuyện quay về gia tộc hay không tôi không quan tâm nhưng anh không có gì cũng không có ý chí tôi cần người chồng như anh làm gì chứ lục thạc tức giận trợ lý bác nhìn một màn này có vẻ hài lòng dưới áp lực của gia đình anh tin hồ cửu sẽ phải cúi đầu chịu thua vợ à cha à hai người tin con đi con có thể con không thể quay về đứng chung một chỗ với kẻ đã hại mình cùng dung vị được tại sao hai người không hiểu cho cảm nhận của con? Hồ Cửu nhẹ giọng nói, ánh mắt hy vọng nhìn lục thạc, mọi người nói anh vô dụng cũng được, không tin anh cũng không sao. Anh chỉ cần vợ của mình chỉ cần tin mình dù một chút thôi cũng đủ rồi. chương 84, Vỡ Tan Những trái với sự mong đợi của Hồ Cửu, trải qua 5 năm bị mọi người bàn tán làm cái đích cho mọi người nhắm tới. Lại bị lục ra từ bỏ như món đồ, thêm nữa trong lòng lục thạc luôn cho rằng hồ cửu chín vì may mắn có ơn với người của chiến thần mà được lợi lạc như bây giờ anh lại không có chí tiến thủ gì khiến cô càng chán nản hơn nhiều lần anh luôn thể hiện bản thân quá mức làm cô xấu hổ lục thạc có muốn tin cũng tin không được nữa hồ cửu à hồ cửu năm năm trước anh tài giỏi là vậy dù bị người hãm hại vẫn có thể làm lại mà anh may mắn hơn dung vị anh không bị cầm tù vậy mà bao năm trở về anh nhờ vào cơ duyên giúp đỡ chiến thần mà từ đó anh nghỉ lại. Bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu giờ như chợt trào ram lục thạc cũng bất chấp có cha mình và người lạ. Hồ Cửu nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, anh không nghĩ trong lòng cô lại nghĩ anh tệ như vậy. Nhưng phía bên này trợ lý bác vừa tiếp nhận một thông tin động trời, thì ra Hồ Cửu là có người có cơ duyên giúp đỡ người của chiến thần, chính vì vậy mà anh có được những quyền lợi khác điều này cũng giải thích lý do tại sao không điều tra ra nguồn tài chính của anh nhưng anh vẫn có thể bình thường sinh hoạt ở môi trường rất xa xỉ em không tin anh những gì anh làm em đều không cảm nhận được hồ cửu nhíu mày lòng anh có chút thắt lại bao năm qua lăn lộn vết thương chi chít trên người cũng không làm anh đau như bây giờ đúng nhờ vào ân huệ của người ta mà anh mới có thể giúp tôi anh cũng có chút bản lĩnh nhưng không đánh nhau thì anh làm được gì lục thạc như muốn gào lên ly hôn đi tôi không quan tâm anh có về gia tộc kia hay không tôi chỉ muốn thoát khỏi anh lục thạc lại lần nữa nhắc đến chuyện ly hôn hồ cửu bóp vỡ ly trong tay mảnh vỡ tung tóe găm chặt vào tay anh đến chảy máu màu đỏ của máu từng giọt nhỏ xuống đất anh lại không cảm thấy đau đớn nhìn tay anh ai cũng sợ hãi trợ lý bác chợt nhận ra một chuyện nữa chính là hồ cửu dùng sức hơi mạnh hơn một chút đã dễ dàng bóp nát ly thủy tinh kia phải biết loại ly này thủy tinh rất dày Độ cứng khá ổn định, rất bền, dù là nhỡ tay làm rơi xuống đất chưa chắc có thể gây sứt mẻ. Cho dù là cố ý ném mạnh cùng lắm chỉ làm vỡ một góc va chạm, hoặc nứt ly mà thôi. Nhưng trên tay hồ cửu chính là mảnh vụn, đây đại biểu cho điều gì? Chính là người có công phu, còn là không tầm thường. Không, phải nói là một cao thủ. Đại gia tộc có ai mà không cần hậu bối có công phu hay biệt tài đặc biệt chứ? Xem ra anh ta cần bàn bạc lại với ông chủ một chút rồi chuyến đi lần này thu hoạch khá lớn xem ra chuyện nhà mọi người vẫn nên tự bàn bạc hồ gia vẫn luôn rộng cửa chờ cậu mong cậu suy nghĩ trợ lý bạc đứng lên cúi người một chút thể hiện thành ý tuy nhiên ánh mắt anh ta chỉ có sự tính toán không hề có một chút tôn trọng nào tôi xin phép còn việc lần sau lại đến làm phiền nói rồi trợ lý bạc đứng lên muốn rời đi tôi vẫn câu đó tuyệt đối không anh cùng đám người hồ gia dù là ai cũng đừng đến làm phiền tôi." Hồ Cửu ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Bạc Tư Văn. Trợ lý Bạc cũng không cho là phải, dù sao thì có thể sự xuất hiện của anh ta cùng Hồ Lâm quá đường đột, trong phút chốc Hồ Cửu không tiếp nhận được. Chưa kể, Hồ Cửu lại có dính dáng tới Chiến Thần, xem ra đây cũng là lý do mà anh lên mặt. Không sao cả, Hồ gia có ngàn cách đưa Hồ Cửu về lại Hồ gia, nên suy nghĩ như vậy trợ lý Bạc càng tự tin. Cứ từ từ suy nghĩ, không vội trợ lý bạc nhếch miệng cười rồi tự rời đi. Nếu là bình thường hồ cửu có thể sẽ xử lý anh ta trong một nốt nhạc, nhưng hiện tại anh còn có việc quan trọng cần làm, tạm tha cái mạng anh ta dài một chút. Sau khi trợ lý bạc đi khỏi cửa, hồ cửu nhìn lục thạc, ánh mắt có mấy phần thấy vọng. Lục thạc, em đừng nóng giận. Chỉ cần em muốn anh sẽ làm, đừng nhắc ly hôn nữa được không? Hồ cửu dịu giọng đứng lên tiến tới chỗ lục thạc. Lục chỉ nhìn tình hình căng thẳng, có chút khó xử tuy ông không thích bộ dạng hiện tại của Hồ Cửu, nhưng cũng không hẳn là muốn lục thạc bỏ chồng. Dù gì Hồ Cửu tính cách không tệ, có thể năm đó đã kích quá lớn làm Hồ Cửu không gượng dậy nổi. Hiện tại chỉ cần về Hồ ra chẳng phải mọi thứ sẽ ổn sao. Con gái à, chuyện gì cũng từ từ nói, sao mở miệng lại là ly hôn. Lục chỉ lên tiếng muốn hòa hoãn một chút. Cha, con có thể chờ anh 5 năm, nhưng anh ta thì sao? 5 năm sau về còn học thêm tính nói dóc, đã thế còn không biết phấn đấu, cha nhìn đi. Con không thể chịu được, hồ cửu ngơ ngác một chút, đang muốn nắm tay cô chợt dừng lại. Vợ à, chẳng phải em muốn anh không đi lung tung, có việc làm sao? Vậy anh có thể đi làm, em muốn mở mày mở mặt anh cũng có thể làm cho em tự hào. Anh tuyên bố chắc chắn, anh, làm được sao? Anh nhìn hào tổng đi, người ta ít nhất còn phấn đấu không ngừng nghĩ. Dù là ở vị trí cao họ vẫn không ngừng nỗ lực. Còn anh, một chút cũng không có tiền đồ. Lục Thạc chỉ trích anh thầm tệ. Hiện tại trong lòng cô chán ngán người chồng này, cô vô cùng mâu thuẫn, hễ thấy anh cô vô cùng khó chịu. Em, Hồ Cửu muốn nói gì đó? Được rồi. Cả hai bình tĩnh lại, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Đừng làm ầm lên thế. Lục chỉ lên tiếng khuyên giải. Lục Thạc nhìn cha mình rồi nhìn Hồ Cửu, ánh mắt kiên định như thể sắp làm ra quyết định gì đó lớn lao. chương 85, Nguy hiểm hồ cửu nhìn ánh mắt của lục thạc trong lòng vô cùng thất vọng quả thực anh làm cô khổ quá nhiều hiện tại trăm lời cũng không giải thích được lục thạc tuy hồ cửu không phải là quá xuất sắc nhưng ly hôn không phải chuyện có thể quyết định vội vàng như vậy lục chỉ cảm thấy có chút áy náy với hồ cửu anh dù sao cũng rất tốt với lục thạc lục chỉ cảm thấy tuy con rể không bằng người nhưng cũng có điểm tốt chưa kể người hồ ra đến tìm anh hẳn là được coi trọng cho anh một tháng nếu sau một tháng em vẫn muốn ly hôn anh tôn trọng quyết định của em hồ cửu trầm ngâm nói anh thở dài một hơi còn lục thạc nghe anh nói vậy thì lòng hơi trùng xuống nhưng cô vẫn bỏ lên phòng hồ cửu có thể con bé dạo này nhiều việc có khi quá stress cũng nên lục chỉ nói đỡ cho con gái mình tuy ông không quá hài lòng nhưng quả thực hồ cửu đối với cha con ông khá tốt cha con hiểu dù thế nào con cũng tôn trọng quyết định của cô ấy nói xong hồ cửu còn nhìn theo hướng lục thạc vừa đi thôi thôi chuyện người trẻ ta không nói gì chỉ là chuyện gì cũng nên suy nghĩ kỹ đừng để bản thân hối hận lục chỉ cũng thở dài khuyên nhủ hồ cửu cũng hiểu ý lục chỉ anh nhìn lục chỉ cười gượng một chút cha yên tâm con hiểu con còn có việc vài ngày tới con ít về nhà cha chăm sóc lục thạc nhiều một chút hồ cửu nói xong thì rời đi anh cũng muốn để lục thạc thoải mái một chút cũng để người âm thầm theo bảo vệ cho cô. Dù sao anh cũng còn nhiều việc cần làm trong khoảng thời gian này. Nghĩ gì đó, anh lấy điện thoại gọi cho hiếu thủ. Để người bảo vệ lục thạc cùng lục chỉ. Tôi muốn họ an toàn tuyệt đối. Hồ Cửu nghiêm giọng tuyên bố. Vâng, hiếu thủ đầu dây bên kia nghe giọng của Hồ Cửu, cảm thấy có chuyện, vì vậy nhanh chóng sắp xếp. Sau khi phân phó xong việc, Hồ Cửu thở dài lên xe rời đi, anh về lại căn cứ của mình, giờ này có lẽ các tài liệu anh cần đã có sẵn lúc này hoàng đàn gọi đến long chủ ngài xem có thể đến biệt thự bạch nguyệt không hoàng đàn giọng nói lo lắng được nhưng có chuyện gì sao vừa hỏi hồ cửu vừa quay đầu xe đổi hướng có một tốp người mới vừa tấn công vào đây tuy tôi đã thiết lập trận pháp nhưng dường như kẻ kia rất am hiểu trận pháp cùng các bí thuật hoàng đàn nghiêm trọng báo cầm cự đợi tôi hồ cửu nhanh chóng đi đến phía bên này hoàng đàn chỉ huy người vừa đánh chống đỡ, vừa biến hóa trận pháp phía ngoài. Hắn ta biết kẻ kia có thực lực hơn hắn rất nhiều, trận pháp này cùng lắm chỉ duy trì hơn 15 phút mà thôi. Cầu trời long chủ đến nhanh, nếu không thì thảm rồi. Hoàng đàn lo lắng lẩm bẩm Âm, ầm tiếng động rất lớn vang lên làm mọi người giật mình. Thật sự dung vị chỉ vừa về chưa đầy một ngày mà hết tốc người này đến nhóm người khác tìm đến. Hoàng đàn cũng quá khổ rồi. Có chuyện gì vậy? dung vị ra ngoài hỏi anh nhìn đi hoàng đàn cũng không giấu giếm dù sao nguy hiểm đến bước cuối cũng cần có dung vị phối hợp đây là dung vị nhìn một màn trước mặt vô cùng kinh hãi trận pháp xem ra anh cũng hiểu biết hoàng đàn không ngừng tạo hàng loạt thủ ấn phức tạp miệng lẩm bẩm gì đó những người này đến tìm tôi dung vị hỏi một câu vô nghĩa ánh mặt hiện lên sự không tin được anh ta còn lờ mờ thấy hình dáng của tên tội phạm to lớn trong tù đã hành hạ anh ta nhất thời cả người cứng đờ anh làm ơn đừng hỏi vô nghĩa có được không hả tôi ở đây bảo vệ anh đó không tìm anh thì họ đến chơi với tôi chắc tôi còn chưa có nhiều bạn đến vậy đâu hoàng đàn thấy biểu cảm của dung vị thì hơi tặc lưỡi nói hắn tới rồi dung vị ngơ ngác lẩm bẩm những hình ảnh anh ta bị tên to xác kia làm nhục hiện về hắn ta hết đè ép dung vị trong phòng giam đặc biệt lại trực tiếp thô bạo xâm phạm anh có thể hình dung khoảng thời gian đó Dung Vị như một người tình nhân cho tên kia xả hết bao nhiêu buồn bực. Từng ngóc ngách trong nhà giam kia, không chỗ nào mà anh ta không bị tên kia làm nhục. Nghĩ đến đây, Dung Vị run rẩy cả người. Hoàng đàn thấy một màn này vô cùng bất ngờ, không phải sợ tới mức run rẩy chứ. "Này, này, anh nghe tôi nói, nếu nhớ trận pháp bị phá hủy, anh nhanh chóng đưa cha mẹ anh đi theo cửa sau. Đừng đi ra ngoài, mà phía bên trái có một cánh cửa" tạm thời ở đó chờ hồ cửu tới. Hoàng đàn gấp rút dặn dò, dù sao hắn ta cũng không đảm bảo có thể cầm cự được đến lúc hồ cửu đến, cánh cửa kia nhìn có vẻ dẫn ra ngoài nhưng thực chất là một nơi ẩn nấp tạm thời, chỉ có người chủ khu biệt thự như hắn mới rõ nhất. "Này, anh bị sao đấy? Nghe tôi nói không?" Hoàng đàn tiếp tục kêu dung vị. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 86: Đối đầu trực diện. Dung vị hơi giật mình, luống cuống tay chân. Nhìn Hoàng Đàn rồi nhìn ra bên ngoài, biểu cảm vô cùng quái dị. Không thể, không ai làm được cả. Không được. Anh ta lẩm bẩm vô cùng rối loạn, không có chút trật tự nào. Hoàng Đàn cảm giác có gì đó rất lạ, nhưng hiện tại hắn ta còn đang chú tâm chống đỡ. Nhóm người này mạnh hơn rất nhiều nhóm người lúc trước, đừng nói là trận pháp mà ngay cả thực lực công phu cũng cao hơn nhiều. Đàn em của hắn quả thực không trụ nổi rồi. Đứng đó làm gì vậy? còn không nhanh đi đưa cha mẹ anh đi. Hoàng đàn như muốn quát lên, trong lòng hắn tức giận vô cùng, tên này bị làm sao vậy nhỉ? Nói gì cũng không nghe, thái độ cứ như bị ma nhập vậy, hoàng đàn thật sự muốn tát hắn vài cái. Lòng hắn ta cũng run sợ không ít, nếu thực sự trận pháp bảo vệ bị phá mà hồ cửu vẫn chưa đến thì hắn xong đời rồi. Nếu không phải bị gắn kết với khí ước truy hồn thuật thì có lẽ hắn rất muốn hối hận. Dung vị luống cuống tay chân, cả người anh ta cứng đờ, dù là đi hai bước cũng vấp té, không còn bộ dáng thanh niên ngày nào tôi tôi gì chứ anh muốn họ vào lột xác chút ta mới vui à hoàng đàn mất kiên nhẫn cũng buộc miệng chửi vài câu anh mau đi đi còn đứng đó làm gì còn chờ tôi mời hay sao anh có là bạn của hồ cửu tôi cũng không khách khí đâu nhanh đi hoàng đàn vô cùng vội vàng ầm um, lời nói của hoàng đàn vừa dứt thì kết giới trận pháp bị nổ tung tiếng động tuy không lớn vì hoàng đàn đã chống đỡ bóng dáng cao lớn của một người đàn ông tiến vào kết giới vừa bị phá hủy theo đó là bốn năm người khác dáng vẻ vô cùng tự đắc tình nhân nhỏ bé lâu quá không gặp em quên tôi sao tên cao to kia cười khả ố nhìn dung vị liếm môi một chút tỏ vẻ thèm thuồng không không dung vị ấp úng các người là người của ai tới tận đây thì có lẽ cũng phải biết có hậu quả gì chứ hoàng đàn tuy bất ngờ trước thái độ của dung vị cùng tên to cao kia nhưng vẫn cứng giọng nói đồng thời hắn ta cũng bước lên một bước chắn ngang tầm mắt của tên kia với dung vị tên to cao kia nhìn thấy vậy thì hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn một người đàn ông bên cạnh mặt vest đen đeo kính đen không phải muốn đọ xem trận pháp sao làm gì làm đi nhớ để lại tình nhân bé nhỏ của tôi tên cao to kia lại cợt nhã cười khả ố đại hải đừng hồ nháo dung vị còn phải đưa về cho ông chủ. Người mặt vest đen kia nghiêm giọng nói, tên đại hải kia vẫn vẻ mặt không mấy quan tâm nhìn chằm chằm dung vị, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Tiểu Long à, cậu xem đi, tôi vẫn giữ dung vị nguyên vẹn về gặp ông chủ là được. Tình nhân bé nhỏ của tôi còn cấm tôi đụng chân đụng tay sao? Đại hải hùng hổ nói, tuy người tên Tiểu Long kia nghiêm mặt nhưng ánh mắt tỏ vẻ diễu cợt, xem ra nếu dung vị rơi vào tay bọn họ thì có lẽ thảm hơn gấp ngàn lần ở tù hoàng đàn có mốc cũng nghe ra lời nói của bọn người này có ý gì hắn ta cũng hiểu tại sao dung vị lại sợ hãi như vậy nhiều lời ở đây chúng tôi không có nhu cầu tiếp khách đi nhanh khi các người còn kịp hối hận hoàng đàn là đang muốn kéo dài thời gian đợi hồ cửu dung vị cả người run rẩy hầu như không thể giúp gì cho hoàng đàn cảm nhận được cảm xúc thay đổi của dung vị hắn hơi thở dài xem ra đoạn đường này của hắn gian nan rồi hắn còn nghĩ lão lý bên kia mới khó sống hóa ra hắn bên này mới gọi là khó sống. Mà nghĩ tới cũng vừa đúng dịp, thanh ngũ bình thường còn ở cùng hắn, nói gì thì nói thanh ngũ vẫn có bản lĩnh, nếu có thanh ngũ có lẽ hắn không chật vật như bây giờ. Giờ thì tốt rồi, chỉ vì hắn tự cao cho rằng một mình bảo vệ được nơi này, hóa ra rồng ẩn mình còn quá nhiều nha. Ngu ngốc, sao dung vị ra, chúng ta sẽ không động tới các người, đảm bảo bình yên rút đi. Nếu ngoan cố, đừng trách chúng ta ra tay độc ác, giọng nói mỉa mai của tên mặc vest trắng vang lên hoàng đàn lúc này mới để ý một tên đồ đen một tên đồ trắng lại thêm một tên cao to ở giữa cảm giác như hắc bạch vô thường đến cửa còn thêm tên đầu trâu mặt ngựa theo phía sau là đám quỷ lâu la nghĩ cảnh cũng giống nha hắn vừa nghĩ vậy thì tự dựng miệng kéo lên một nụ cười bọn người kia cảm giác khó hiểu hắn thực sự nghĩ đến cảnh tượng mà buồn cười đám người kia lại tưởng rằng hắn định làm gì cơ bản là tôi không có quyền giao hay không. Các vị đại ca xem đi, giao được tôi cần ở đây chống đỡ sao. Hoàng đàn khịt mũi, cảm thấy đám người này hỏi dư thừa. Được, xem như hôm nay là ngày rỗ của mày rồi. Đại hải tiến lên một bước. Dầm, dầm. Đại hải vừa nói dứt lời, thân ảnh màu đen của tiểu long chợt chuyển động, làm ra thủ ấn quen thuộc. Con người của hoàng đàn co rụt, kia thủ ấn chính là muốn phá hủy mọi thứ, có cần thế không chứ? đùa nhau sao? Hoàng đàn cũng nhanh chóng tạo kết giới bày ra trận pháp phòng vệ, nhưng lực đánh vào của bên tiểu long quá mạnh làm chấn động vòng bảo vệ trận pháp. Cả dung vị cùng hoàng đàn đứng bên trong cũng lùi lại vài bước. Tên áo trắng đứng cười cười, sau đó cũng ra tay, dơ ra một thanh kiếm đâm thẳng về phía màn bảo vệ. Chết tiệt, hoàng đàn thật muốn chửi hai tên khốn nạn này. Cái này chẳng phải hai đánh một sao. Hắn tức giận quát, tiểu vũ à, ta có thể một mình xử lý được, Tên tiểu long áo đen nghiêm giọng nói, sắc mặt vẫn lạnh băng. Tên áo trắng tiểu Vũ cười ghê rợn, uy kiếm càng mạnh, va chạm một lực cực lớn với màn chắn bảo vệ trận pháp. Rắc. Màn bảo vệ trận pháp vỡ vụn, hoàng đàn bị lực kiếm kia chấn làm cho ngã nhào, nhưng thủ ấn vẫn giữ chặt. Hồn kiếm, hôm nay là ngày quái gì vậy, cao thủ trận pháp còn có hồn kiếm. Hoàng đàn cảm thán, xem ra mày cũng có chút kiến thức, tiếc là không thể thưởng thức rồi. Tiểu Vũ nhếch miệng cười. Tiểu Long tuy mặt luôn lạnh nhạt nhưng ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý thấy rõ, chỉ cần thêm một chút thì hoàng đàn sẽ không trụ được. Nhanh, đưa cha mẹ anh đi đi. Muốn chết cùng à, hoàng đàn hét lên. Đại hải nghe hoàng đàn quá to với dung vị thì bày ra bộ mặt đau lòng không thôi. Tiểu tình nhân của ta, ai cho mày kêu to gọi nhỏ. Đại hải bước lên nôn nóng nói. Hai người các ngươi làm gì lâu vậy, nhanh lên. Không thấy tiểu tình nhân của ta bị người ta bắt nạt, hắn ta hợp tình hợp lý quát tiểu long cùng tiểu vũ. chương 87, quá muộn rồi. Dung vị còn chưa đi được bao xa, tiểu vũ cùng tiểu long dồn sức, cùng tập kích hoàng đàn. Bản thân hoàng đàn bên này cũng không trụ vững được, hắn biết nếu như tiếp tục chống đỡ e rằng lục phủ ngũ tạng của hắn có lẽ cũng sẽ vỡ vụn theo mất. Giác, hoàng đàn dường như quỷ xuống, mọi thứ đều vô cùng mơ hồ, hắn có lẽ chống đỡ không nổi rồi. Nhanh, đi, hoàng đàn hét lên tiểu long cảm thán thực lực của hoàng đàn nếu thực sự một đối một có lẽ tiểu long cùng hoàng đàn xem như ngang cựa nhưng hiện tại lại có tiểu vũ trợ giúp hoàng đàn cùng lắm chỉ cầm cự thêm vài phút mà thôi tiểu vũ không am hiểu trận pháp gì đó nhưng hắn ta giỏi nhất là kiếm trận vì vậy bộ đôi tiểu vũ cùng tiểu long là một trong những cao thủ trong thế giới ngầm lần này hồ gia cùng các gia tộc khác liên thủ mời được hai anh em tiểu vũ cùng tiểu long xuất thủ xem ra đại gia tộc đều quan tâm tới dung vị hoàng đàn cảm thấy chuyện này còn nghiêm trọng hơn hắn ta nghĩ chợt ầm um, ầm um, tiểu vũ cùng tiểu long vang ra xa hoàng đàn lúc này cũng buông lỏng chủ nhân ơi ngài đến chậm một chút chắc tôi xong đời rồi ngoặc kép hắn thở phào một hơi vào trong bảo vệ dung vị cùng cha mẹ nuôi của tôi đi hồ cử gật đầu nói đại hải cảm thấy vô cùng tức giận hai người cao thủ cái gì hả tiểu tình nhân của tôi bỏ đi rồi Hắn ta hùng hổ nói. Tiểu Long đứng lên, ôm ngực, nhìn Hồ Cửu bằng ánh mắt dò xét. Anh là ai? Các người nhận tiền bắt người, có hỏi rằng bắt ai và làm gì không? Hồ Cửu cười khinh bỉ hỏi. Hừ, dù là ai, hôm nay chúng tôi phải mang dung vị đi. Anh khôn hồn thì tránh ra đi, Tiểu Vũ hùng hổ cầm kiếm thủ thế. Đại Hải nhíu mày nhìn Hồ Cửu, không cảm thấy sự uy hiếp gì ở người này. Những hai anh em Tiểu Long thì thấy rõ họ cảm nhận được trận pháp cùng khí lực rất lớn từ người này. Tiểu Long vô cùng thận trọng nhìn Hồ Cửu. Muốn chơi trận pháp sao? Thử xem. Hồ Cửu nói xong, thủ ấn đọc liên tục một loạt phản ngữ. Trận pháp mới mở ra, Tiểu Long cùng Tiểu Vũ chưa kịp chống đỡ đã bị trận pháp đánh úp. Nếu Hoàng Đàn chỉ dùng trận pháp cố thủ, thì Hồ Cửu lại dùng trận pháp tấn công, không hề uy lên màn tự vệ. Sức mạnh vô cùng lớn, Tiểu Long nhanh chóng thủ ấn tạo thành thế chấn thủ, tiểu vũ uy kiếm đánh tới nhưng kiếm hắn ta vừa chạm tới trận pháp của hồ cửu thì gãy vụn hừ tao muốn xem mày giỏi đến đâu tiểu vũ rút một khẩu súng đặc chế hình dạng vô cùng phức tạp hắn bắn thẳng về phía trận pháp hướng về phía hồ cửu anh nhanh chóng uy ra một lực lớn trận pháp mạnh hơn viên đạn bay nhanh đi lại bị chệch hướng không trúng hồ cửu tiểu vũ không cam tâm muốn bắn thêm vài phát thì đã bị một viên đạn khác bắn trúng tay khẩu súng rơi xuống lúc này tiểu long cảm giác sức ép này quá mạnh, không thể chịu được. Rắc, bùm, tiếng nổ vang vọng, khói bụi mù mịt, hồ cửu vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ. Muốn chơi tiếp, mày là ai? Tiểu vũ ôm cánh tay chảy máu tức giận hỏi. Quan trọng sao? Hồ cửu tiếp lời. Vừa dứt lời, anh cũng không dài dòng, lại thủ ấn mới, tạo ra một luồng sức mạnh uy áp bức tiểu long, tiểu vũ, đại hải văng vào tường. Đại hải tức giận, bật người dậy ầm ầm chạy tới. Nhãi nhép, đi chết đi. Đại hải tức giận vừa chạy vừa gào lên. Đừng, tiểu long không kịp ngăn cản. Hắn ta biết người kia có thực lực vượt xa bọn họ, đừng nói là so sánh mà bọn họ không có khả năng, càng không có cơ hội so sánh. Có thể nói hồ cửu như thần, mà bọn họ chỉ là tép siêu. Đại hải ngu ngốc kia trước giờ chỉ biết dựa vào sức mạnh, hoàn toàn không có chút đầu óc nào hết. Âm, um, bốp, một cái tát vang dội bụp hồ cửu thuận tay tát tên đại hải còn thuận chân đạp hắn một phát nhìn thể trạng có thể thấy đại hải cao to hơn hồ cửu rất nhiều nhưng hồ cửu lại đá bay tên to cao này một cách dễ dàng hư may đại hải trước giờ chỉ là ức hiếp người bằng sức mạnh chưa từng có ai đánh hắn cho nên hắn vô cùng tức giận lại có cảm giác không tin tưởng đừng manh động hắn ta rất mạnh chúng ta hợp sức cũng không phải đối thủ của hắn tiểu long cản tiểu vũ đang muốn tấn công đại hải cũng nghe được lời này ăn đau nên tỉnh táo một chút dung vị các người không mang đi được mà mạng của các người cũng nên bỏ lại đây đi ngoặc kép hồ cửu vừa dứt lời thì một nhóm người có vũ trang bao vây tiểu long tiểu vũ cùng đại hải đem tên đó nhốt lại tôi muốn tự mình tra tấn hắn hồ cửu nhìn đại hải như tử thần nhìn kẻ sắp chết tên to con này cũng không nhận ra gì gầm lên muốn nhào tới Tạch, âm, um, hữu thủ nhanh chóng bắn súng điện vào người đại hải, thân hình to cao của hắn ngã ầm xuống, gây chấn động. To con rẻ tiền, hữu thủ cảm thán, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ lôi đại hải về căn cứ bí mật. Long chủ, tôi đến vừa kịp. Hữu thủ cúi chào hồ cửu. Tiểu long ôm ngực nhớn mày. hư cứ cho các người thắng thì cũng không thể nào chống lại đại gia tộc. Hơn nữa nếu làm gì chúng tôi, bọn họ sẽ trả thù tàn nhẫn hơn tiểu long uy hiếp hắn ta biết rõ thực lực của đám người kia mạng của anh em họ không đáng nhưng đại gia tộc kỵ nhất là uy hiếp đến tôn nghiêm cùng quyền uy của họ dù là có nguy cơ lấn lướt họ bọn người đó cũng sẽ áp chế cho bằng được vậy tôi cũng muốn biết cảm giác được bọn người đó quan tâm là như thế nào hồ cửu nói xong thì ra hiệu cho thuộc hạ ra tay tiểu long cùng tiểu vũ đã bị thương căn bản không thể làm gì được đừng đừng giọng nói hấp tấp muốn ngăn cản hồ cửu. chương 88, bí mật của Dung Vị. Dung Vị hớt hãi chạy ra ngoài, muốn ngăn cản hồ cửu cùng đám người của hồ cửu. Hồ cửu thấy vậy thì cũng để thuộc hạ dừng tay, nhưng duy trì trạng thái sẵn sàng. Cho tôi lý do. Lúc này lòng tin của hồ cửu với Dung Vi hầu như bị lung lay. Anh còn chưa biết Dung Vị đã trải qua những gì, cũng không biết có chuyện gì mà tới mức các đại gia tộc lại truy lùng Dung Vị, còn có gia tộc muốn trả thù anh ta. Như vậy phải là một chuyện gì đó vô cùng lớn, thậm chí có thể nói năm đó bị hãm hại không đơn giản là vì ganh ghét đố kỵ mà còn nguyên nhân sâu xa. Mà người anh em trí cốt trước mặt anh đây lại còn che giấu nguyên nhân, lòng tin của Hồ Cửu muốn sụp đổ rồi. Tôi, tôi, Dung Vị ấp úng không nói thành lời. Đưa họ về căn cứ, canh phòng nghiêm ngặt, chờ tôi xử lý. Hồ Cửu cũng nhanh chóng ra quyết định, anh không giết bọn họ không phải vì Dung Vị, mà anh biết có gì đó mà Dung Vị giấu anh anh muốn biết đó là gì. Sau khi thuộc hạ đưa những người kia đi, hiếu thủ cũng an bài người dọn dẹp hiện trường. Nói gì thì nói hai tên kia cũng là cao thủ, cao thủ ra tay mọi thứ hoang tàn. Đi vào thôi, Hồ Cửu lạnh nhạt nói. Dung vị nghe ra ngữ khí lạnh lùng của Hồ Cửu, bất giác buông xuôi cả người, anh ta biết bản thân có lẽ sắp đánh mất người anh em thân thiết nhất. Mọi lỗi lầm đều phải trả giá hiếu thủ ở bên ngoài sắp xếp xong việc cũng bố trí người bảo vệ ở đây, anh ta cảm thán không thôi. Chiến thần quả là chiến thần, nơi này nếu không phải có bố trí trước có lẽ mọi thứ đều bị thiêu rụi. Mà bên trong nhà, hoàng đàn còn đang ngồi uống nước, hắn quá khát rồi, vừa rồi là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dung vị lại cứ ngớ người ra. Đây là chọc hắn tức chết mà. Này, này, anh xem đi, lúc ngàn cân treo sợi tóc anh làm gì vậy hả? Hoàng đàn tức giận như muốn tính sổ với dung vị. Được rồi, anh ra ngoài đi. Hôm nay làm rất tốt. Hồ Cửu vẫn lãnh đạm nói. Vâng, Hoàng đàn đi vẫn không quên quăng lại cái liếc mắt cho dung vị. Dung vị biết bản thân vô dụng liên lụy mọi người. Bọn họ, không tha cho dung vị, tuyết ngụy run run nói. Vì Hoàng đàn cùng Hồ cử đã lập ra trận pháp, nên tuyết ngụy cùng dung thất ở trong nhà hầu như không rõ tình huống, chỉ là tiếng động quá lớn, vẫn là để hai người nghe được cha mẹ nuôi một chút rắc rối mà thôi con đã bố trí rồi lát nữa sẽ có người đưa cả hai đi đến nơi khác sau đó sẽ không còn ai tới làm phiền mọi người nữa hồ cửu trong lòng đã có quyết định trước mắt dung thất cùng tuyết ngụy dù sao cũng là cha mẹ nuôi của anh bảo vệ họ là điều cần làm cha mẹ chuẩn bị đồ một chút lát nữa con sẽ đón mọi người đi dung vị cùng con ra ngoài mua chút đồ rồi về hiện tại đều ổn rồi đừng lo lắng hồ cửu trấn an hai người già thật sự ổn sao bọn họ dung thất lo lắng nhìn con trai cùng hồ cửu sẽ ổn dù sao cũng đã giải quyết ổn thỏa cha mẹ không tin con cũng tin dung vị chứ hồ cửu vừa nói vừa cười như không có gì nhìn dung vị đúng đúng vậy cha mẹ đừng lo lắng dung vị đành theo ý của hồ cửu được đi sớm về sớm là được tuyết ngụy cũng chỉ có thể nghe theo dù sao họ biết hồ cửu làm gì đều muốn tốt cho họ Bọn họ luôn tin tưởng Hồ Cửu. Hoàng đàn, anh giúp cha mẹ tôi một tay." Hồ Cửu vừa lôi Dung Vị đi vừa nói. Dung Vị cũng biết có những chuyện cần nói rõ ràng với Hồ Cửu, ít nhất cũng có thể giữ lại một chút gì đó. Trên xe, Hồ Cửu vẫn im lặng, chỉ nổ máy đi, không nói câu gì. Dung Vị ở bên cạnh hơi thở dài một chút. "Cậu không muốn hỏi gì sao?" Dung Vị mở lời trước. Hồ Cửu vẫn không biểu cảm gì nhiều hơn, anh vẫn im lặng nhưng lòng anh vô cùng khó chịu dù sao kia cũng là anh em chí cốt bao năm vậy mà lại có những thứ anh không rõ chính vì anh tin tưởng người anh em này mà anh không hề điều tra tới cùng anh vẫn mong muốn chờ dung vị ra tù cả hai có thể gầy dựng đế chế của cả hai sẽ không một ai có thể làm tổn thương hay hãm hại cả hai được nữa vậy mà hồ cửu đột nhiên thắng gấp dung vị mất thăng bằng nhào về trước đầu đập vào tầm chắn có vẻ đau cậu dung vị à tôi đã từng nghĩ dù là ai có làm gì, có ra sao, tôi cũng tin rằng người anh em của tôi không bao giờ giấu tôi chuyện gì. Dù cả thế giới quay lưng với tôi, vẫn có cậu. Nói đến đây Hồ Cửu nhìn Dung Vị, ánh mắt xoáy sâu. chương 89, bật mí năm đó. Dung Vị ngoài thấy trột dạ, trong lòng có chút chua sót, năm đó quả thực anh ta giấu nhiều chuyện với Hồ Cửu. Thật ra Hồ Cửu rất giỏi, kinh doanh, vận hành, quản lý đều rất cố gắng và chăm chỉ. Dung vị luôn yêu ái, chiếu cố cho Hồ Cửu, từ thời đi học họ đã là cặp bài trùng. Lúc đó, cha mẹ Dung vị còn làm nhà nước, có chức vị một chút, tuy không cao nhưng ai cũng kính trọng, Dung vị cũng vì vậy mà đạt được nhiều thành tựu, được nhiều người biết đến hơn cả Hồ Cửu. Chuyện kia, không phải như cậu nghĩ." Anh ta hơi ngập ngừng. "Đúng, vì tôi có nghĩ gì đâu." "Nhưng tất cả tôi đều biết, cậu nghĩ không cần nói gì, không cần giải thích thì mọi chuyện sẽ qua." Hồ Cửu lạnh nhạt nói. Ánh mắt cũng không muốn nhìn Dung vị nữa. Cậu thật sự thay đổi rồi, năm đó dù tôi làm gì cậu cũng sẽ không hề tỏ thái độ với tôi. Dung vị có chút buông xuôi. Hồ Cửu vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhìn về phía xa. Năm đó tôi cho rằng mình đã phát hiện ra một công thức vô giá, nhưng số liệu có sai sót cho nên vẫn chưa hoàn thành. Chỉ là ngay cả cậu tôi cũng giữ bí mật, tại sao lại có người biết, tuồn tin ra ngoài, các gia tộc khác cũng biết, anh ta chậm rãi nhớ lại Năm đó công thức kia khiến bao người sôi sục, anh ta gặp sai sót trong số liệu, mất đi số liệu ban đầu, khi quay lại thử nghiệm thì đều không thành công, chỉ ra được công thức đơn giản. Chính lúc đó, anh ta cùng Hồ Cửu bị hãm hại, kẻ ngồi tù, người bỏ xứ mà đi. Công thức trường sinh, từ hoa mạn thù. Cậu còn giấu gì tôi nhỉ? Hồ Cửu nhẹ nhàng nói ra, nhẹ như băng. Sao, sao cậu có thể biết chứ? Công thức đó. Công thức đó là cậu dày công tìm được tình cờ phát hiện thực nghiệm thành công sau đó thì bị mất sau đó nữa à làm gì còn sau đó hồ cửu tiếp lời dung vị năm đó công thức đó là do tôi viết ra tôi thực nghiệm thành công nhưng vì tôi đang làm thì lục thạc có chuyện tìm tôi chính vì vậy khi cậu quay lại đã thấy nó tôi sau khi quay về nhìn thấy thực nghiệm kia cũng ghi nhớ trong đầu chỉ là hoa mạn thù phải là loại thuần khiết sống ở núi cao hiệu quả mang lại mới gọi là tuyệt vời nhất Chính vì tôi lo lắng thực nghiệm này sẽ gây họa cho chúng ta, tôi mới xóa đi nó. Chỉ là không ngờ, cậu lại thấy nó. Anh thở dài nhớ về chuyện năm đó, đúng là anh đã tìm ra phương thuốc quý, nhưng nguyên liệu đến công thức kia quá mức nguy hiểm. Chỉ cần công bố, e rằng mạng họ khó giữ, năm đó anh còn chưa cường đại, mà dung vị cũng chỉ đơn giản là doanh nhân trẻ. Đại gia tộc có bao nhiêu ác độc hung hiểm, bọn họ cũng chưa trải qua, anh chỉ lo sợ người thân sẽ dính lấy phiền toái không ngờ được. Chính cậu, là cậu, tại sao cậu lại không nói tôi biết chứ? Dung vị kích động, ánh mắt đỏ hoe. Nếu vậy bao năm qua anh ta chịu bao cực khổ cũng vì công thức kia, vì hồ cửu sao? Trong lòng còn có chút ganh tị, tại sao hồ cửu một lần thực nghiệm có thể làm ra thành công? Còn anh ta nhiều lần thực nghiệm vẫn đạt ở mức bình thường, dù kéo được tuổi thọ nhưng vẫn có tác dụng phụ. Vì sao chứ? Cậu nói xem, tôi giấu giếm hay cậu không hỏi tôi? hồ cửu sắc bén nhìn dung vị trong lòng anh cũng có chút khó chịu năm đó xóa đi công thức kia vì anh biết sẽ có lúc dùng đến nhưng không phải lúc đó họ còn quá yếu không thể giữ được bản thân sao có thể để công thức kia được công bố mà dung vị tuổi trẻ hiếu thắng thế nào anh còn không rõ sao đây là vì anh vì người thân vì cả dung vị sao không ai hiểu chứ ngu ngốc cậu có công thức đó nhưng lại không nói ra nếu lúc đó chúng ta có thể đạt được nó chúng ta còn sợ bọn người kia sao dung vị tức giận gào lên chúng ta vậy cậu có hỏi tới tôi nếu người viết công thức đó không phải là tôi nếu là cậu cậu sẽ nói với tôi thế nào vậy tôi xóa nó là tôi có lỗi với cậu sao vậy bây giờ đại gia tộc không truy lùng cậu sao hồ cửu lạnh như băng nói anh không ngờ dung vị lại có tư tâm như vậy uổng cho anh xem anh ta là anh em tốt uổng cho anh năm đó vì anh ta mà xóa đi công thức kia nực cười cậu thì biết cái gì chứ lúc đó cha mẹ tôi còn có chức vị nếu là tôi công bố thì sao chứ cậu không có chỗ tốt sao dung vị cố gắng tìm cớ hồ cửu thở dài cũng không muốn nói nhiều với dung vị năm đó vì tư tâm mà dung vị tự đẩy cả hai vào hiểm cảnh bây giờ chấp niệm của dung vị vẫn ở chỗ công thức trường sinh kia mà bản thân anh ta không hiểu công thức năm đó cũng không phải là công thức hoàn chỉnh nhất sau khi hồ cửu học hết tất cả về võ đạo trận pháp ẩn thuật thì anh phát hiện công thức năm đó còn nhiều lỗ hổng. Phải bù bằng nhiều thứ, sẽ ra được phương thuốc trị vết thương và bệnh tật hiệu quả. Chỉ là, những thứ này anh đều dùng trên chiến trường, trị thương, chữa trị cho binh lính cũng người dân. Bản thân Hồ Cửu không hề có tư tâm, dung vị ngược lại, tư tâm quá nặng nề. Vậy còn tên kia gọi cậu là tiểu tình nhân, cậu muốn kể chứ, Hồ Cửu cũng không còn dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ là buông xuôi hỏi. Suy cho cùng, anh dọn dẹp mọi thứ cho Dung vị, xem như trả lại ân tình trước đó. Sau chuyện này, mọi thứ yên ổn lại, có lẽ Hồ Cửu cùng Dung vị sẽ là người dưng. Dung vị nghe Hồ Cửu hỏi thì im lặng không nói gì. Cả người bất giác run lên. Rất nhanh, căn cứ nơi giam giữ tên tù nhân Đại Hải cùng anh em Tiểu Vũ, Tiểu Long xuất hiện giữa rừng cây lớn. Dung vị còn nghĩ Hồ Cửu chờ anh tới nơi này để nói chuyện, hóa ra ở đây có một căn cứ kiên cố đến vậy. Chương 90: Khai chiến. Từ khi ra từ, Dung vị cũng biết Hồ Cửu vất vả cũng đã tạo nên thế lực riêng, nhưng Dung vị hiểu rõ thế lực của đại gia tộc, nên anh ta cũng chỉ xem Hồ Cửu có chút bản lĩnh mà thôi. Nhiều năm dày vò, Dung vị bị bọn người kia mài mòn ý chí, đã không còn là cậu thanh niên nhiệt huyết cùng tham vọng năm nào. Giờ đây Dung vị cũng chỉ là một kẻ sợ đông sợ tây, anh ta đúng với câu nói một lần bị rắn cắn, ngàn năm sợ dây thừng đây là anh ta muốn hỏi lại cảm thấy có gì đó trong cổ họng dù làm thế nào cũng không nói ra được cậu còn quan tâm sao hồ cửu cũng không muốn nói nữa vốn dĩ tên đại hải kia gọi dung vị như thế mà thái độ của anh ta lại sợ hãi vô cùng xem ra đại hải kia chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện anh muốn thay dung vị làm chút gì đó dù cho dung vị có tư tâm thì cùng từng là người anh em tốt của hồ cửu anh cũng xem như vì tình nghĩa còn sót lại thay dung vị xả giận chẳng phải hắn gọi dung vị là tình nhân chuyện trong tù cậu cũng không muốn nói gì với tôi hồ cửu cũng chủ động mở miệng hỏi lúc này hồ cửu đã dừng xe sau khi đi qua tầng tầng lớp lớp cửa trước mặt bọn họ là những khu nhà kiên cố bề ngoài tuy không đẹp mắt nhưng nhìn qua có cảm giác vô cùng an toàn cậu cũng biết dung vị bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm cả cơ thể run rẩy anh ta cố gắng áp chế bản thân nhưng trong tiềm thức của anh ta có gì đó anh ta không hiểu tại sai bản thân lại sợ hãi tới như vậy tôi không biết tôi đang hỏi cậu tôi vẫn mong cậu tự nói ra hồ cửu nói xong cũng không nhìn dung vị anh đẩy cửa vào bên trong là một căn phòng tối phía trước có một mảng kính chịu lực chắn lại phía bên kia kính đại hải đang bị giam lại tay chân xích bằng xích sắt to được nối với nguồn điện đây là giam giữ người trái phép cậu điên rồi dung vị lùi ra sau vài bước thì sao dù hắn có chết ở đây thì ai quan tâm. Hồ Cửu lạnh lùng nhìn Đại Hải nói, đó là giết người, anh ta không muốn như vậy. Dù anh ta có hận ai đó đến xương tủy đi nữa, nhưng việc giết chóc vẫn quá mức chịu đựng rồi. Vậy đổi lại là cậu, nếu cậu cứ thế chết dí trong tù, ai quan tâm chứ? Hồ Cửu dứt lời thì nhấn vào nút đỏ bên tường, Đại Hải bên trong đau đớn kêu gào. Nhìn cũng biết Hồ Cửu đang khởi động nguồn điện, vết hằn cháy ra ở các vòng khóa tay hằn lên ghê rợn. Đừng, xin cậu đấy tôi đang giúp cậu trả thù đấy tôi không cần được tùy cậu nói rồi hồ cửu mở cửa đi ra dung vị cũng nhanh chóng đi theo hiếu thủ cậu đưa dung thiếu về đi cho người bảo vệ nhà họ dung cẩn thận xử lý xong ổn thảo đảm bảo họ có cuộc sống tốt là được giao phó sau cùng mang theo giọng điệu dứt khoát dung vị hiểu đến bây giờ hồ cửu còn muốn bảo vệ dung ra không chỉ vì ân tình lúc xưa của hai người mà còn là vì cha mẹ của anh ta tôi xin lỗi cậu nhưng nếu đến một lúc nào đó cậu đứng trên đỉnh cao danh vọng tôi nghĩ cậu cũng sẽ làm như tôi dung vị thở dài nói tôi chắc chắn không phải là cậu càng không làm như cậu hồ cửu khẳng định ánh mắt xoáy sâu nhìn dung vị hiếu thủ tên đại hải kia để hắn nếm mùi vị bị người trà đạp sau đó dọn dẹp gọn gàng đi hồ cửu quay người đi anh dừng lại cũng không quay đầu lại nhắm chặt mắt trong lòng trống rỗng đó là vì cậu chưa bao giờ có quyền lực trong tay. Dung vị nói rồi nhìn bóng lưng hồ cửu. Hồ cửu im lặng không nói, giữa họ đã có một khoảng cách vô hình, ngoài đảm bảo an toàn cho Dung ra, có lẽ hồ cửu đã không còn muốn dây dưa gì với Dung vị nữa. Hiếu thủ bên cạnh làm động tác mời Dung vị đi ra ngoài. Khử hết bọn họ đi, không quan tâm chuyện khác, dọn dẹp sạch sẽ. Hồ cửu ra lệnh, một lời nói của anh đã ấn định số phận của Tiểu Long, Tiểu Vũ cùng Đại Hải dung vị dù đã đi xa vẫn còn dùng mình nghe rõ mệnh lệnh kia của hồ cửu anh ta cảm giác được bản thân đã bỏ lỡ gì đó quan trọng nhưng tới bây giờ dung vị vẫn cảm thấy hồ cửu mãi mãi không bằng mình dung vị đi khỏi căn cứ này hồ cửu vẫn đứng trầm ngâm bỗng điện thoại reo lên cậu hồ cửu ngài hồ lâm muốn gặp cậu trợ lý bác đến cả điện thoại của hồ cửu cũng có thể moi ra xem ra các người làm phiền tôi quá rồi thay vì làm phiền tôi nên xem xem đám người mà hồ Gia cùng các đại gia tộc cử đi đã bị gì rồi. Thuộc hạ phơi xác hơn một ngày vẫn chưa được thu gom. Năng lực kém như vậy mà muốn mời tôi về. Hồ cửu mỉa mai, vì lòng anh tích tụ khó chịu, trợ lý bác gọi đến như lửa châm ngòi nổ. Có lẽ hồ Gia là nơi đầu tiên anh cần xử lý rồi, họ quá phiền phức. Audio điện tử võ tấn bền. chương 91, bàn tính. Trợ lý bác bên này cũng không khó chịu, vẫn giữ thái độ khách khí cậu hồ cửu, hồ gia nhân lực không thiếu, bất hay hơn một người cũng không thành vấn đề gì cả. chỉ là bỏ lỡ cơ hội quay về hồ gia thì xem như cậu tự đánh mất tương lai của bản thân rồi. trong mắt trợ lý bác, tuy hồ gia không phải là đại gia tộc duy nhất, nhưng ít nhất đó cũng là một đại gia tộc. lời mời đưa ra, dù là những kẻ có quyền lực cũng sao động không ít. hồ cửu cũng chỉ là nhất thời sĩ diện mà thôi. làm người hồ gia, mà hồ gia lại có thể nói bất hay thêm đều như nhau tôi không hiểu đám ngu ngốc đó sao lại có thể trung tâm với các người. Tôi cảnh cáo các người đừng làm phiền tôi cùng gia đình tôi. Nếu không, hậu quả thế nào hồ ra các người không gánh vác nổi. Nói xong hồ cửu cúp máy, cũng không muốn để trợ lý bác nói thêm lời nào. Đầu dây bên này, trợ lý bác có chút bất ngờ, hồ cửu cúng đầu hơn mức hắn ta nghĩ. Chưa kể, chuyện người của bọn họ truy đuổi dung vị bị xử lý tàn bạo, không chỉ vậy, bọn người các đại gia tộc khác cử đi cũng không hề có chút tin tức nào phải biết rằng đám người kia dù là ai cũng là cao thủ hoặc sát thủ có tiếng tăm không phải ai cũng có thể xử lý êm đẹp không chút tiếng gió như thế được cho người điều tra đi đám người của chúng ta cử đi do ai ra tay ngoại trừ đám người chặn đường lúc dung vị ra tù do hồ cửu xử lý ra thì còn có ai trợ lý bác tuy không để hồ cửu vào mắt nhưng cũng cảm thấy anh có chút thực lực có thể hạ sát tất cả những kẻ kia mà không mảy may thương tích chỉ là còn những cao thủ khác thì sao hắn ta không tin cũng do hồ cửu làm chắc chắn có người nhúng tay vào mà mục đích cũng là công thức thần bí kia một tên thuộc hạ của trợ lý bác vâng rồi nhanh chóng đi ra ngoài ngài hồ hồ cửu bên kia rất khó xử lý trợ lý bác cung kính với hồ lâm người anh trai của của tôi không đợi được nữa rồi e là nếu không có công thức kia cũng không có người chống đỡ thay đứa cháu kia hồ ra sẽ tụt dốc hồ lâm nhíu mày căng thẳng dù là chuyện nào ông cũng chưa hoàn thành xong các bậc trưởng lão của hồ gia cũng thấy trong hồ gia đều không có nhân tài từ việc kinh doanh cho đến học hỏi những thứ khác như công phu cũng không có chút tiến triển hồ cửu bên kia có thể thay thế người khác nhân tài không thiếu chỉ là niệm chút tình nghĩa cũ nó không biết điều thì cứ mặc kệ nó cậu tìm một kẻ có khả năng có thể thay hồ tiêu xử lý mọi chuyện công lao phải do hồ tiêu nhận bên kia cố gắng kết nối với chiến thần hoặc vị thần bí kia đi còn có, tuyệt đối trung thành. Vừa suy nghĩ Hồ Lâm đã ra quyết định. Tình thế Hồ gia hiện tại đã rơi xuống hạ phong, dường như đứng với các gia tộc khác cũng không còn ngang hàng, mà thấp hơn một bậc. Đại hội bầu cử sắp tới, trưởng lão Hồ gia cũng vì chuyện này mà gấp rút để ông ta đi làm đại sự. "Đừng nói là chuyện này không xong sẽ ảnh hưởng Hồ gia, mà ngay cả ông cũng đừng mong vực dậy được thứ gì. Chiến thần tung tích đến đây thì mất, hầu như không ai biết." Còn vị kia chỉ có thể gặp được những người làm việc cho ngài ấy hành tung rất cẩn trọng còn tìm nhân tài chẳng phải có một người ánh mắt trợ lý bác sáng lên ý cậu là hồ lâm chưa hiểu rõ muốn trợ lý bác giải thích rõ thay vì chúng ta truy bắt dung vị tại sao không bảo vệ anh ta không phải dung vị vừa là người tài giỏi còn là người có công thức kia tuy anh ta đã làm mất công thức chính nhưng có gì không đảm bảo anh ta không thành công thêm một lần trợ lý bác ánh mắt âm hiểm nói hồ lâm nghe vậy cũng hơi trầm ngâm không phải ông không nghĩ đến mà chính là nếu để dung vị trong hồ ra thì chẳng phải là họa nên biết vì cái công thức kia mà các đại gia tộc còn có nhiều thế lực khác muốn dung vị về nghiên cứu lại công thức kia công thức kia vi rượu như vậy phàm là người có tiền của địa vị ai mà không muốn cả hồ lâm ông cũng động tâm rất nhiều dung vị chịu sao nên nhớ trưởng lão chúng ta vì phát hiện chuyện này sớm, đi nhanh một bước cướp lấy công thức nghiên cứu lần hai, cuối cùng thì sao? Vị ấy đến nay vẫn nằm bất động, không chết nhưng cũng không thể gọi là sống. Các vị khác cũng chỉ là đang chống đỡ, dung vị vào hồ gia thì đám người kia không phải đều nhắm vào hồ gia. Lúc đó hồ gia lại có thêm vài kẻ thù thực lực. Hồ Lâm nhíu mày, quả thực việc đại gia tộc liên hiệp chủ yếu là vì không muốn là kẻ thù của các gia tộc khác. Nếu một gia tộc nào đó có tư tâm các gia tộc khác sẵn sàng liên kết mà phản công phải nói rằng mất nhiều hơn được cũng không hẳn thế chúng ta ngoài mặt cứ xem như là cùng các đại gia tộc truy đuổi nhưng âm thầm bảo vệ chỉ cần cẩn thận không để ai điều tra được dung vị bị đuổi cùng diệt tận có một cọng rơm cứu mạng còn không nương tựa chúng ta sao cuống hồ anh ta còn cha mẹ phải lo trợ lý bác đưa ra phương án không phải không có lý hắn ta ở hồ ra luôn được mệnh danh là gia cát lượng sống Chính vì vậy, dù hồ gia chưa có nhân tài trong tộc cũng không hề suy bại quá nhiều. Cũng có rất nhiều gia tộc ngỏ ý mời hắn ta về với đãi ngộ vô cùng tốt, chỉ là hồ gia có ơn với hắn ta. Nhưng dung vị bị chúng ta hành hạ như vậy, cậu ta còn toàn tâm với hồ gia sao? Hồ Lâm vẫn cảm thấy không yên tâm, huống hồ, hồ cửu kia cũng có chút bản lĩnh. Hồ Lâm vẫn ái ngại. chương 92, gia tộc có bí mật gia tộc. Trợ lý bác hơi lắc đầu, hắn ta còn nhớ Hồ Lâm lúc trước vẫn là một kẻ liều mạng, sông pha bất chấp. Sau này có chút địa vị, có tuổi rồi, dường như lại sợ đông sợ tây nhiều hơn. Hồ Cửu có bao nhiêu bản lĩnh, còn hơn Hồ ra sao? Chưa kể với tính cách của Dung Vị, thì Hồ Cửu cũng không chịu im lặng chờ đợi. Chúng ta ngay lúc người cần chúng ta cho, không phải người kia sẽ nhớ ơn mà báo sao? Trợ lý bác cười nói, quả thực, tiền bạc hay địa vị nếu như có rồi họ sẽ phản bội, thậm chí cũng chưa chắc là trung tâm tuyệt đối. Có khi còn bị họ quay ra cắn ngược. Hồ cửu thì khác, chỉ ít cũng mang dòng máu hồ ra. Nhưng anh đã không biết điều thì Hồ Lâm cũng không ngại chọn người khác. Chắc phải dung vị là bản thân của Hồ Cửu, cũng là người Hồ Cửu bảo vệ sao? Chỉ cần dung vị nguyện ý đi theo Hồ ra, vậy Hồ Cửu có gì mà nói nữa chứ? Tìm cách liên hệ dung vị, tôi nhớ cậu ta vẫn còn cha mẹ già. Cho cậu ta nếm chút vị ngọt đi âm thầm để cậu ta nguyện ý theo chúng ta trong bí mật đừng đánh động ai cả hồ lâm gia quyết định quả thật dung vị là người có tài chỉ là không vì công thức kia thì có lẽ hồ gia cũng sẽ nâng đỡ người này chỉ là vị trưởng bối ở nhà còn chờ được cứu chữa mà những người khác vì tức giận đã hành hạ dung vị thân tàn ma dại để một kẻ hận hồ gia quay về trung tâm với hồ gia cũng không dễ nhưng với thực lực hồ gia hiện tại hồ lâm tin dung vị cũng không dám làm gì huống hồ gì chỉ cần cho gia đình dung vị chút lợi ích chẳng phải ổn rồi sao ngài muốn trợ lý bác vẫn phân vân một chút chưa biết nên làm cách nào để dung vị nguyện ý theo hồ ra mà không bị các gia tộc khác phát hiện trợ lý bác có phải lâu quá rồi cậu trở nên mất nhạy bén những chuyện thế này chúng ta làm còn ít sao hồ lâm hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng vâng thưa ngài chỉ là hắn ta hơi ngập ngừng đừng quan tâm đến đứa cháu kia nữa nếu không vì chút tình nghĩa còn lại của chị gái tôi thì vẫn câu nói cũ lúc cần thủ đoạn thì cứ làm nên nhớ chúng ta còn có đại gia tộc thần bí kia luôn chờ trực mọi chuyện phải nhanh lên tôi có linh cảm bọn họ không tốt đẹp gì hồ lâm nói xong nghĩ tới gia tộc thần bí kia lại trầm mặt gọi họ là gia tộc thần bí vì không một ai biết về gia tộc này họ chỉ chủ động liên hệ khi cần hợp tác thế lực của họ rất lớn e là còn lớn hơn cả các đại gia tộc phương bắc cộng lại lâu nay bọn họ vẫn chưa có biểu hiện gì muốn thâu tóm gì cả nhưng tồn tại một thế lực lớn như vậy quả thực làm cho các đại gia tộc lo lắng vô cùng không ai là không muốn bồi dưỡng thêm cho gia tộc mình bất kỳ ai cũng có lòng tham họ càng không muốn bản thân bị thôn tính vâng tôi sẽ cố hết sức trợ lý bác nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài hắn ta biết hiện tại phải nhanh chóng ra tay nếu không mọi việc sẽ không được như dự tính của họ hồ gia đã có động tính thì bên này vinh gia cùng trần gia cũng không ngồi im bọn họ dự định cuộc liên hôn kia sẽ tổ chức thật lớn, nhờ chút quan hệ có được mà họ muốn mời chiến thần đế chung vui. Cũng xem như chủ trì buổi lễ, chỉ là thiệp mời chỉ đến tay của cấp dưới ngài ấy, nên họ không chắc chắn chiến thần sẽ có mặt. Giai Linh, em nói xem ngoài chiến thần ra chúng ta còn vị nào cần mời. Vinh Y Tiếu vừa nắm tay Trần Giai Linh vừa nói, hắn không quên nở nụ cười hút hồn, làm Trần Giai Linh vô cùng hạnh phúc, bọn họ một người là Trần Tiểu Thư, một người là Vinh Thiếu đều là người thừa kế dòng chính gia tộc lớn sau này. Hôn lễ lần này không chỉ tuyên bố liên hôn, mà còn muốn nâng cao mặt mũi của hai gia tộc, muốn cho toàn đông uy biết đến gia tộc bọn họ có bao nhiêu vững mạnh. Dù không phải chiến thần, chỉ cần một người có chức vụ cao trong quân đội tham dự cũng đủ làm chúng ta vinh dự. Anh đừng quên, lực lượng quân đội không phải dễ làm thân. Nếu có mối quan hệ khác biết nào đó, hai gia tộc chúng ta, còn cả hai chúng ta sẽ có bao nhiêu là thể diện sau này ai dám đắc tội chúng ta chứ trần giai linh nở nụ cười xinh đẹp đáp lời vinh y tiếu cũng không phải là thật lòng yêu một mình trần giai linh phải biết thiếu gia vọng tộc làm gì có chuyện trung thủy với ai tuyệt đối chỉ là bọn họ biết hôn nhân và người vợ có tầm quan trọng thế nào vì vậy vinh y tiếu rất xem trọng trần giai linh càng coi trọng cuộc hôn nhân này hồ tiêu bên kia có vẻ không an phận hắn ta vẫn không chết tâm đi à vinh y tiêu cười cười hỏi trần giai linh không chết tâm thì sao chứ, hắn ngoài có hồ gia thì còn có gì chứ, nếu không vì chúng ta còn có nhiều dự án liên quan hợp tác hồ gia thì em đã không nương tay với hắn ta. Trần Giai Linh nói xong thì hiện lên ánh mắt ác độc. Hai người bọn họ ngồi cùng nhau cũng xem như hòa hợp, được các gia tộc khen ngợi là trai tài gái sắc. Nhưng nhìn qua không khí này có vẻ không giống như vợ chồng son bàn chuyện, trông họ giống đối tác mới đúng. Em, thật nhẫn tâm, Vinh Y Tiêu buông tay cô ta ra, ngồi thẳng người nhìn người vợ sắp cưới của mình. Chợt hắn ta cười phá lên. Không nhẫn tâm sao có thể hợp với anh, Trần Giai Linh cũng không biểu hiện bất ngờ. Nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, cảm giác vị cà phê không đúng lắm có chút khó chịu, cũng không nhìn Vinh Y Tiêu. Hồ ra bên kia đã có động tính, một tên vệ sĩ vest đen đi vào bẩm báo. Nói đi, Trần Giai Linh gương mặt vẫn lạnh băng. Hồ Lâm đã đi tới thành phố ra, còn nhận một kẻ tên Hồ Cửu làm cháu, nghe nói là đứa cháu thất lạc của Hồ Gia. chương 93, trành giành âm thầm. Hồ Gia không còn cách nào mới mẻ hơn sao, không nhận người thân mất tích cũng là cái trò báo ân cũ dích. Lần này Hồ Gia bên kia thực sự muốn đến thành phố Gia làm gì? Trần Gia Linh bĩu môi khinh thường. Thật ra Trần Gia so với Hồ Gia không gọi là nổi bật hơn, có thể nói ngang vai ngang cửa. Chỉ là hiện tại Hồ Gia từ sau khi vị trưởng lão kia ngã bệnh nằm liệt giường, thì người hồ gia hầu như không còn ai ưu tú. Duy trì tới mức này đã được xem là quá sức của đám con cháu rồi, chưa nói đến dòng chính chỉ có hồ bách nhân không được gia tộc xem trong, hồ tiêu cũng chính là hồ thiếu trong miệng hai người cũng chỉ là kẻ ăn chơi chắc táng. Sau hôn lễ lần này, e rằng hồ gia đã không thể cùng đứng một vị trí với trần gia cùng vinh gia rồi. Thưa tiểu thư, hồ gia đưa tin là đi tìm người thân thất lạc nhưng người của chúng ta tra ra được người Hồ Gia vẫn đang nghe ngóng tin tức của chiến thần cùng một vị gọi là Long Chủ. Chỉ là, kết quả ra sao thì chưa biết. Hồ Gia đã để Hồ Lâm đến thành phố Gia rồi. Tên vệ sĩ kia nhanh chóng báo cáo lại sự việc, đến thành phố Gia. Vinh Y Tiêu nghe tin tức này cũng có gì đó suy ngẫm. Kia cũng chỉ là thành phố nhỏ, có gì ở đó chứ? Hồ cửu gì kia có mấy phần lợi hại để Hồ Lâm đích thân đến đó? Trần Giai Linh có điều suy nghĩ thật ra Trần Gia cùng Vinh Gia bao năm vẫn thịnh vượng cũng vì họ biết dùng liên hôn làm bàn đạp. Nếu người nhà, người thân trong tộc của bọn họ không lấy doanh nhân lớn, cũng là lấy những ông trùm thế giới ngầm ở nước ngoài có thế lực lớn. Hoặc là kết thân cũng các chính trị gia, họ không tiếc dùng con cháu trong tộc để tặng các vị chính trị gia, làm tình nhân hoặc đơn giản là dây dưa để tìm lợi ích. Quả thật gia tộc lớn nào cũng dùng con cháu làm công cụ thăng tiến hoặc kiếm lợi ích, càng là gia tộc lớn thì càng đen tối mà thôi. Khoan đã! Hồ Lâm điều tra hành tung của chiến thần, sau đó thì đến thành phố ra, Vinh Y Tiêu nhìn ra được vấn đề, kia không phải là nói Hồ Lâm có tin tức gì đó mới tới cái thành phố nhỏ đó chứ. Chuyện dung vị kia, anh vẫn thấy kỳ lạ. Một kẻ như thế sao lại có thể có người bảo vệ? Còn lợi hại như vậy, đám người của chúng ta cùng Hồ ra cử đi, không ai có tung tích. E là lành ít giữ nhiều, Vinh Y Tiêu cảm thấy quá mức thần bí rồi từ khi nào ở thành phố ra có nhân vật lợi hại như vậy chứ? Không tốt, chúng ta phải tới thành phố ra. Dung vị cũng là ở thành phố ra, lão cáo giả hồ lâm kia cũng đến đó. E rằng chuyện tìm đứa cháu thất lạc gì kia chỉ là cái cớ, Vinh Y Tiêu bật dậy, muốn gọi người chuẩn bị. Y Tiêu, anh quá nôn nóng. Hồ lâm kia tìm gì cứ tìm thôi, dù cho hắn có tìm ra tung tích chiến thần thì sao chứ? Chúng ta chỉ cần cho người theo dõi, chờ hắn có kết quả chúng ta chặn ngang còn không phải đỡ tốn sức sao. Trần Giai Linh mỉm cười, ánh mắt bén lạnh nhìn Vinh Y Tiêu. Nhìn thấy gương mặt tự tin của Trần Giai Linh, hắn ta hơi có chút trột dạ. Một cô gái nhìn bề ngoài xinh đẹp mong manh như thế này, lại có thể nghĩ ra được bậc này. Thủ đoạn của Trần Giai Linh không phải hắn chưa từng nghe qua, chỉ là đối với người vợ sắp cưới này, hắn có chút sợ hãi. Chỉ là anh muốn đi cũng được, chúng ta xem như đi đổi gió một chút. Thành phố ra kia cũng là nơi khá tốt, Trần Gia Linh mặt không đổi sắc nói, cô ta biết rõ hôn nhân của họ chỉ là sắp đặt, nên đối với Vinh Y Tiêu vẫn là nhường hắn ta ba phần. Trong Trần gia, dù là ông nội cũng rất xem trọng cô, chuyện lớn nhỏ đều để cô tham gia. Mà Vinh Y Tiêu cũng chỉ là một cậu ấm, có chút thủ đoạn thương trường, nhưng dù ở góc độ nào cũng chưa có gì bằng Trần Gia Linh cả. Chỉ là cô biết, không nên để đàn ông mất mặt, nếu không cô chỉ là người chịu thiệt thòi. Được, vậy ngày giờ do em chọn vinh y tiêu hoàn hồn lại cười dịu dàng nói trần giai linh nhìn vinh y tiêu cười thỏa mãn trong lòng đã có dự tính khác cô luôn ôm ấp muốn được gặp chiến thần một lần nhiều năm trước cô đã có cơ hội đó chỉ là một cái nhìn lướt qua oai phong khí chất băng lãnh đó cứ như là định mệnh không một ai biết cô ta đã đặt tâm ở chỗ chiến thần rồi trần giai linh biết thân phận bản thân không có gì so được với chiến thần càng không thể nào lại gần mà con cháu gia tộc lớn mang trên người vinh nhục gia tộc cô chấp nhận cuộc hôn nhân sắp xếp nếu được ở gần chiến thần dù là tình nhân thì trần gia hay vinh gia càng không có quyền nói gì họ còn phải cầu cạnh cô ta cho nên tung tích hồ lâm nhận được chiến thần ở thành phố gia cô ta cũng có tin tức này khi các đại gia tộc đang sụp sôi lên kế hoạch kẻ muốn tiếp cận chiến thần người muốn tìm long chủ bản thân bọn họ không biết người bọn họ muốn tìm còn đang buồn giàu tìm cách hàn gắn tình cảm với vợ hồ cửu quay về biệt thự nhật hạ anh đứng trước phòng lục thạc vẫn là không biết nên nói sao khi gặp cô lục thạc em hồ cửu gọi cửa nhưng lại không biết nói sao cạch tiếng cửa mở anh muốn nói gì trên người lục thạc chỉ là một bộ váy ngủ mỏng manh dây váy trên vai trái còn hơi trễ xuống một chút mái tóc dài rũ một bên càng làm lục thạc thêm quyến rũ vô cùng gợi cảm anh anh thật ra anh muốn nói hồ cửu nuốt nước bọt ực một cái hơi lúng túng, đưa tay gãi đầu. chương 94, tan giã. Lục thạc nhìn hồ cửu vô cùng chán ngán, cô không hiểu nổi sao lúc đó mình lại có thể đồng ý lấy anh. Nếu không nói gì đừng làm phiền tôi, lục thạc đang muốn đóng cửa. Hồ cửu nhanh chóng chặn cửa lại, bộ dạng vô cùng hấp tấp. Vợ à, chúng ta ngồi lại nói chuyện một chút, anh cuối cùng cũng nói được một câu mạch lạc, được. Tôi nghĩ nói rõ cũng tốt. Trong lòng lục thạc đã hạ quyết tâm, cô muốn tự do cho bản thân, có thể giúp đỡ hồ cửu tài chính cô sẽ giúp. Nhưng cả hai không thể là vợ chồng, bản thân lục thạc cũng tự nhủ sẽ vẫn giúp đỡ hồ cửu. Vốn căn biệt thự này có hai phòng, một cho lục chỉ, một là lục thạc, còn một căn phòng nhỏ hơn dành cho khách thì hồ cửu dùng để nghỉ ngơi. Hồ cửu cũng ít khi ở nhà, và lại nhiều năm bôn ba nơi chiến trường, chỉ cần một góc nhỏ cũng đủ để anh nghỉ ngơi. Cho nên lục thạc cũng không còn cách nào, để hồ cửu vào phòng, dù sao đây là biệt thự lớn cho nên phòng của Lục Thạc khá rộng rãi, có thể để vừa một bộ bàn ghế sofa. Lục Thạc ngồi xuống ghế, tay chỉ vào ghế đối diện, ý muốn để Hồ Cửu ngồi đối diện mình. Vợ à, anh biết nhiều năm quá, em khổ rất nhiều. Anh cũng biết thời gian gần đây anh có một số chuyện cần làm, lơ là với em. Nhưng em tin anh được không? Qua đoạn thời gian này, về sau chúng ta một nhà ba người an nhàn thành thơi, không màn chuyện khác hồ cửu nhìn lục thạc chân thành nói vẻ mặt anh bây giờ vô cùng chân thành thực sự anh chưa từng quên cô từng giây từng phút anh đều nỗ lực hồ cửu tôi không phải không tin anh chỉ là có lẽ chúng ta xa nhau quá lâu rồi tôi cũng không còn cảm xúc gì với anh nữa nếu có chỉ là tình nghĩa lục thạc hơi thở dài một chút cô nhìn hồ cửu như vậy cũng không đành lòng chúng ta có thể bồi dưỡng lại dù sao anh cũng về rồi anh vẫn cố gắng thuyết phục cô căn nhà này Chiếc xe kia, tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi sẽ tìm căn hộ rồi chuyển ra ngoài." Lục Thạc dứt khoát. "Không, không, dù có thế nào, đây cũng là nhà của em, đây là những gì em xứng đáng nhận được." Hồ Cửu trầm mặt một chút, lòng anh có chút thất vọng, sau nhiều năm bôn ba như vậy đến cuối cùng anh vẫn thất bại. Vẫn là người phụ nữ mà anh muốn bảo vệ không còn ở đây chờ anh nữa, nhưng anh cũng không oán trách cô. "Nếu em đã quyết định, anh cũng không ép em." Chỉ là, nếu có gì có thể nói với anh. Chúng ta không cùng nhau anh cũng sẽ bảo vệ em, vẫn sẽ luôn luôn chờ em, hồ cửu đau lòng nói. Một chiến thần lấy lừng thiên hạ, một người đàn ông vạn người mong muốn được gặp, lại thất bại trong hôn nhân của mình. Nhưng anh biết rõ, hiện tại một lời anh không thể nói rõ, đại gia tộc còn dòm ngó, gia tộc bí ẩn chưa tìm ra, còn có vài chuyện anh cần an bài xong đã. Chỉ cần tạo ra một nơi tuyệt đối an toàn đó là những gì anh có thể làm được cho người mà anh yêu thương tôi cũng không thể mặt dày mà dùng không đồ của anh như thế này đi xem như tôi thuê lại hàng tháng sẽ trả tiền cho anh lục thạc cũng chút không thoải mái dù cho căn biệt thự này không phải do hồ cửu mua cũng là nhờ vào việc anh có ân với người ta không cần anh quen lang bạt rồi xem như là tổn thất anh gây ra cho em nhiều năm qua đi nói xong hồ cửu dứt khoát đứng dậy đi cảm giác khó chịu chiếm lấy anh hiện tại anh muốn ra ngoài một chút lục thạc thấy bóng dáng anh rời đi cũng hơi ngẩn ngư một chút mình đã sai sao cô tự lẩm bẩm rồi thở dài hồ cửu lái xe đến căn cứ của mình khu phía tây hiện tại anh cũng không biết phải làm thế nào cho ổn quả thực anh vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này long chủ sao ngài lão lý hơi bất ngờ vì hồ cửu đột ngột đến đây giờ này không có gì hồ cửu lạnh nhạt đáp sau đó vào phòng đóng kín cửa Hãy tìm đọc trang chính ở uei um vn Lão Lý hơi gãi đầu, "Đây là có chuyện sao? Ông còn chưa đi làm cho xong việc." Lão Thất lên tiếng, lão Lý hơi ngớ người nhìn căn phòng kia. "Lão Thất, ông nói xem, Long chủ là có chuyện gì sao? Vừa tới đã thấy không ổn, còn đóng sập cửa." Nhìn theo ánh mắt lão Lý, lão Thất lấy làm lạ. Trước giờ Hồ Cửu ngoài nghiêm nghị ra thì cũng chưa từng tỏ thái độ kém. Chắc là có chuyện, lão thất cũng cảm thấy lạ. Ông nên nhanh chóng hoàn thành công việc được giao đi, sắp tới phải đi về phương Bắc rồi, có lẽ sắp có thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi. Lão thất cảm nhận được sắp có biến cố gì đó. Được, tôi đi đây, ông để ý Long chủ một chút. Lão Lý đi vẫn không quên quan tâm Hồ Cửu. Thiếu thủ về lại căn cứ nghe được lão thất nói, cũng nhanh chóng đến tìm Hồ Cửu. Long chủ, Hồ gia, Trần gia, Vinh gia, cả gia tộc bí ẩn kia có động tĩnh lớn rồi. Anh ta nhanh chóng nói to ngoài cửa. Chương 95, quyết định của dung vị. Hồ Cửu sắc mặt xám xịt bước ra, Hữu thủ nhìn thấy cũng phải lùi lại vài bước. "Long chủ, có chuyện khác nguy cấp hơn." Giọng Hữu thủ hơi run. "Không có gì." Hồ Cửu lạnh giọng. Anh cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bản thân anh biết mình còn nhiều việc phải làm. Muốn an yên không tranh giành thì trước tiên phải dẹp yên mọi thứ, con đường này anh phải đi tiếp. "Nói đi, anh dục Hữu thủ." "A." À, là bên hồ gia có người tên hồ lâm đang làm gì đó mở ám nhưng cũng không biết làm sao mà dung vị lại chấp nhận theo hồ gia còn có vinh gia cùng trần gia phương bắc cũng có người đang đến thành phố gia có nhiều thế lực đang thăm dò tung tích của chiến thần cùng long chủ thiếu thủ cũng hơi bất ngờ các gia tộc kia tìm long chủ cũng dễ hiểu nhưng tìm chiến thần thì khá lạ trước nay họ biết rõ chiến thần là người không thể làm thân nay họ lại truy tìm tung tích còn tích cực điều tra vị trí của chiến thần đây là muốn gì? Ồ, dung vị tự nguyện theo hồ ra. Hồ cửu nhíu mày, chỉ qua vài ngày mà sự việc lại chuyển hướng nghiêng trời lệch đất. Bên đó vẫn có người bảo vệ. Anh dò hỏi. Luôn có người bảo vệ, chưa kể. Dạo này không còn người đến quấy phá nữa. Hữu thủ cũng thấy lạ. Từ sau sự việc lần trước, cả hoàng đàn cùng hữu thủ cũng luôn túc trực ở gần khu vực biệt thự Nhật Hạ. Thực sự nhiều ngày liền ngoài vài nhóm tép siêu thì không có một ai đủ thực lực đến cả hôm nay có một người đến tìm dung vị tôi không định để họ tiếp cận nhưng dung vị lại đích thân ra ngoài đón họ vào người kia còn được dung vị xưng là trợ lý bác sau đó không hiểu sao dung vị lại nói với người chúng ta là không cần ở đây hồ gia sẽ lo liệu khiếu thủ báo lại sự việc rõ ràng rành mạch lão thất cùng hồ cửu cũng trầm mặt hồ gia dùng thủ đoạn gì mà có thể làm dung vị nghe theo chưa kể chính bọn họ là người hãm hại anh ta đến thân tàn ma giải Tuy Hồ Cửu nói lời muốn đoạn tuyệt, chỉ là chuyện dung vị còn dính tới hai người lớn, anh cũng không nhắm mắt làm ngơ. Mà hồ gia cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Chúng ta nên làm gì? Lão Thất lên tiếng hỏi ý Hồ Cửu. Kế hoạch cứ thực hiện bình thường, còn, dung vị, thử đến đó một chuyến. Hồ Cửu nhanh chóng đi ra ngoài. Lão Thất, ông đi cùng tôi. Cứu thủ xem xem ai là người tìm kiếm tung tích của tôi. Điều tra tung tích gia tộc thần bí trong miệng mọi người cho tôi. Có chút manh mối cũng tốt. Hồ Cửu nói xong thì quay người đi nhanh, lão thất nhanh chóng theo sau. Lúc này Hữu Thủ hơi kêu khổ trong lòng. Long chủ à, chiến thần à, ngài là tồn tại đủ cho bọn người kia đủ đau đầu rồi. Có nhất thiết phải, hai, nói xong Hữu Thủ lủi thủi đi làm việc được sao? Anh ta nghĩ phải đi tìm Hoàng đàn, dù sao tên Hoàng đàn kia cũng có vài lần giao dịch với bọn người gia tộc thần bí. Không tra từ hắn thì từ ai chứ? Biệt thự Nhật Hạ lúc này tại phòng khách ngoài dung vị cha mẹ dung vị còn có hồ lâm và trợ lý bác dung thiếu cậu nói xem đãi ngộ như vậy tốt chứ hồ lâm cười nói trợ lý bác lúc này cũng thêm lời dung thiếu cậu suy nghĩ kỹ có thể hồ ra với cậu có chút hiểu lầm sau đó giải được hiểu lầm sẽ bù đắp cho cậu cha mẹ cậu chẳng phải từng làm nhà nước sao theo chúng tôi về phương bắc còn không có cơ hội thăng tiến làm viên trước ở đó còn có cơ hội Cậu xem, cả đời này cậu muốn chôn chân ở đây, lấy sự ái náy của hồ gia, thì tôi chắc chắn cậu cùng gia đình sẽ có đãi ngộ khá tốt. Dung vị nghe xong trong lòng vô cùng khao khát. Vợ chồng Dung thất lại lo sợ. Hay chúng ta vẫn cứ an phận, không hại ai, không làm gì, cũng sẽ không ai làm gì chúng ta. Tuyết Ngụy hơi dương dương nói, vị phu nhân này, hình như bà cũng từng làm viên chức, tình cảm với đồng nghiệp khá tốt. Nhưng bà xem, bao năm bà ở khu ổ chuột có ai đến thăm một lần không? Hồ Lâm nhắc lại chuyện cũ, cũng như cứ vào nỗi đau của bà. Dung vị nhìn mẹ Dương dưng cũng không đành lòng. Ông Hồ, phiền ông giữ lời một chút, cha mẹ tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Tuy là muốn cảnh cáo đối phương, nhưng đứng trước Hồ Lâm thì anh ta cũng không dám to tiếng. Tôi chỉ nói sự thật, sự thật tuy đau đớn, nhưng đó là sự thật. Nếu như ngay từ đầu cậu có chỗ dựa, ngay từ đầu cha mẹ cậu có vị trí, bọn họ sẽ dám sao? Hồ Lâm lại nhấn mạnh, ông ta liên tục dùng nỗi đau của bọn họ để trấn áp tâm lý những người này, ông ta hiểu, chỉ có làm người ta sợ, chỉ khi sợ hãi thì người ta mới có thể tìm nơi nương tựa. Mà Hồ gia chính là nơi cho họ nương tựa. Ông nói hay lắm, vậy ông nói xem ông tìm dung vị làm gì, cho gia đình họ nhiều lợi ích vậy để làm gì, để họ bán mạng cho ông sao? Giọng nói tức giận của Hồ Cửu làm mọi người trong phòng khách chấn động. Anh vừa đi vào vừa nói, khí chất tự nhiên mà có đủ đè ép mọi người. "Ồ, thì ra là đứa cháu bị bỏ rơi của ta." "Sao? Tức giận vì ta không cần cháu nên tới phá đám? Hồ Lâm là con cáo già, gặp Hồ cửu ông ta cũng không sợ, cứ vậy mà nói khích, mà câu nói này cố ý là muốn Dung vị nghe thấy. Ông muốn cho họ hiểu lầm nhau, như vậy kế hoạch của ông ta mới hoàn thành được." "Chú, cháu, cậu?" Dung vị hơi ngỡ ngàng. "Dung vị, cha mẹ nuôi" Hồ Gia là người đứng sau hãm hại mọi người, mọi người đừng quên chứ. Dung vị, cậu lại càng không được quên, hồ cửu gần từng chữ. Cha mẹ Dung vị nhìn thấy hồ cửu như vậy thì hơi lo sợ, quả thực bọn họ từng người bị hãm hại, không có năng lực chống trả, đều do người này sao. Audio điện tử võ tấn bền. chương 96, dứt khoát ra đi. Hồ cửu nhìn hồ lam cùng trợ lý bác với ánh mắt nguy hiểm. Cả hai bất giác run lên, cảm giác vô cùng khó tả hai người cảm thấy chuyện hai người làm sẽ không ai biết giọng nói hồ cửu vô cùng uy áp hồ lâm tuy có cảm giác sợ hãi ánh mắt kia của anh nhưng vì đã quen là người gia tộc lớn cho nên ông ta cứng đối cứng dùng ánh mắt trừng trừng nhìn dáng vẻ hồ cửu sau đó khinh bỉ cười nhếch mép nói sao tôi còn không được thu nạp nhân tài hai người nên nhớ phương bắc là nơi nào cái gì gọi là đại gia tộc tôi tin các người nghe qua hồ ra cần hãm hại các người sao chỉ một câu nói của tôi các người có thể xuống chó thì cũng có thể lên voi đã là hiểu lầm thì chẳng phải hồ ra đây là bù đắp sao ông ta vừa nói vừa nhấn mạnh lợi ích của đại gia tộc lại nhằm vào vợ chồng dung thất và tuyết ngụy mà nói vì ông ta nhìn ra chỉ cần hai người lớn này siêu lòng thì chắc chắn dung vị sẽ theo hồ ra mà thôi còn về hồ cửu cái gì mà con nuôi cái gì mà bản thân mọi thứ đều đứng sau lợi ích cả chỉ là ông ta không rõ một chuyện tại sao Hồ Cửu lại có nhiều tiền đến mức có thể mua được hai căn biệt thự lớn ở đây. Với số tiền đó so với Hồ Gia không là gì, nhưng với Hồ Cửu kẻ không có tiền thì đó là cả gia tài. Ông Hồ, tôi, cậu suy nghĩ cho kỹ. Nếu cậu theo Hồ Gia, chúng ta mãi mãi đứng ở vị trí đối lập nhau. Hồ Cửu cắt ngang lời nói của Dung Vị. Cả vợ chồng Dung thất vì mơ hồ chưa rõ nhưng cũng cảm nhận được quan hệ thân thiết giữa Dung Vị cùng Hồ Cửu phát sinh gì đó. Đã có chuyện gì? Là chuyện gì mà hai đứa giấu chúng ta? Dung thất lo lắng nghiêm giọng hỏi. Dung thất mang theo vẻ mặt đau thương, thật tâm lo lắng, ông ở cương vị người cha mà lo lắng cho hai đứa con trai. Cha nuôi, cậu im đi, cậu biết gì chứ, dù sao đó cũng là cha mẹ của tôi, là của tôi, Dung vị sợ hồ cửu sẽ nói ra những chuyện kia, anh ta không muốn cha mẹ mình biết sự thật. Cha mẹ, tin con có được không? Dung vị quay sang nhìn cha mẹ mình, ánh mắt như van nài quả thực anh ta mong cha mẹ đứng về phía anh ta hiện tại làm lại chỉ có thể dựa vào hồ ra mới có thể lấy được vinh quang ngày đó anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này nhẫn nhịn thì sao chịu nhục thì sao chứ làm gì có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn lợi ích mới là thứ trọng yếu nhất dung vị tuyết ngụy lo sợ nhìn dung vị rồi lại nhìn hồ cửu bà thực sự không biết phải làm sao ông bà dung cậu dung đề nghị tôi vẫn để đây chúng tôi thực sự không có nhiều thời gian chỉ có thể lưu lại đây hai ngày nếu qua hai ngày không có hồi âm chúng tôi xem như các người từ chối trợ lý bác nói xong nhìn hồ lâm cả hai như hiểu ý nhau để lại danh thiếp rồi chuẩn bị rời đi hồ tiêu nhà các người hình như gây chuyện thì phải hồ cửu đột nhiên lên tiếng hồ lâm nghe anh nhắc tên hồ tiêu thì dừng lại có lẽ các người chỉ ở đây một ngày nữa thôi tôi e không tới hai ngày đâu hồ cửu từng bước đi lại gần hồ lâm sau đó dừng lại ở khoảng cách khá gần, âm điệu của anh như nhỏ lại, đủ để anh cùng ông ta nghe thấy. Mà hồ bách nhân kia, có lẽ cũng không chờ ông về kịp mà xử lý rồi. Chật, chật, tiếc rằng ông vẫn ở đây tìm cách trèo kéo người cho hồ ra. Hồ cửu ánh mắt lóe sáng, lắc lắc đầu nói, giọng điệu mỉa mai châm chọc, có chút tiếc nuối. Hồ lâm lạnh người, tuy ông ta không tin lời hồ cửu nói nhưng lòng ông ta vẫn nôn nao. Làm sao hồ cửu có thể biết tên mọi người hồ ra, Tuy lòng lo lắng nhưng vẫn hùng hổ bước đi. Hồ cửu, cậu đừng bao đồng nữa có được không? Hay cậu không muốn tôi hơn cậu? Dung vị lớn giọng nói. Cậu điên rồi. Hồ cửu cũng không giải thích. Anh biết không thể nói gì được lúc này. Dung vị tâm trạng quá khích. Dù anh nói gì cũng không thể làm dung vị suy nghĩ lại được. Dung vị, con nói cho cha biết. Đây là thế nào? Hồ cửu, có gì giấu chúng ta? Dung thất lớn tiếng cắt ngang. Con, dung vị ấp úng. Cha nuôi vẫn câu cú. Hồ gia hãm hại chúng ta, họ không tốt đẹp gì cả. Hồ Cửu dịu giọng nói với Dung Thất. Nhưng, họ cũng đã tuyết ngụy Dung Dung nói. Hồ Cửu, con biết họ có năng lực hãm hại chúng ta, vậy thì họ cũng có thể giúp chúng ta. Nếu không theo họ chẳng phải, tuyết ngụy lo lắng. Dung Thất biết lo lắng của vợ mình, ông lại cảm thấy bất an, tuy nói đại gia tộc có thể giúp gia đình ông. Nhưng vũng nước đục kia nhảy vào sợ rằng không còn lối ra các con lớn rồi tự quyết là tốt chúng ta cũng không muốn các con có chuyện nhưng mỗi người tự chịu trách nhiệm với bản thân đi dung thất ngồi xuống ghế thấy thần nói con sẽ đến hồ ra con không muốn chôn mình ở đây con mong cha mẹ ủng hộ còn cậu nếu cậu ủng hộ thì tốt không cũng không sao dung vị nói xong thì đang muốn gọi cho hồ lâm nếu tôi nói tôi có thể giúp cậu nếu tôi nói sẽ đưa cậu lên đỉnh cao vinh quang hơn trước cậu tin không Hồ Cửu giữ chặt tay đang cầm điện thoại của Dung Vị. Tôi tin thì sao, không thì sao, dù là gì tôi cũng không muốn phụ thuộc vào cậu, đến giờ cậu vẫn không hiểu sao. Nói xong Dung Vị rằng tay, tiếp tục gọi cho Hồ Lâm. Anh ta quyết định sẽ về Hồ ra, sẽ tự làm nên nghiệp lớn. chương 97, Hồ Cửu thất vọng. Hồ Cửu nhìn Dung Vị, bộ dạng của Dung Vị đã có quyết định, dù là ai cũng không ngăn cản được. Cậu, ông Hồ, tôi là Dung Vị, tôi muốn ông giữ lời vừa nói dung vị kiên quyết đầu dây bên kia phát ra tiếng cười đắc ý tôi biết cậu là người thông minh tốt tôi sẽ sắp xếp nói xong ông ta cúp máy cũng không cho dung vị có cơ hội nói thêm gì đây là kết quả mà ông ta mong muốn nhất rồi cậu xem đi trợ lý bác tôi đã nói rồi lợi ích luôn là thứ mà con người ta phải tranh lấy hồ lâm đắc ý ngã ngửa ra sau dựa thoải mái vào ghế xe trước mắt Sắp xếp hiện trường giả, cho cả nhà cậu ta thay tên đổi họ. Ngoài hồ ra cùng đám thuộc hạ đi bắt cóc, cũng chưa ai thấy dung vị ngoài chúng ta. Đưa cả nhà họ tới phương Bắc đi." Hồ Lâm rút điếu xì gà hút, trợ lý bác cảm thấy tuy cách thức này hơi cũ rồi, nhưng có lẽ vẫn giữ được hiệu quả nhất định. "Tôi sẽ sắp xếp, vậy chúng ta sẽ về phương Bắc?" Trợ lý bác lên tiếng hỏi. "Chưa, tôi còn có việc cần làm, dung vị chỉ là thu hoạch nhỏ của chúng ta mà thôi." hồ lâm vẫn không từ bỏ chuyện xây dựng mối quan hệ với người kia trợ lý bác có một dự cảm không lành hắn ta cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra chỉ có thể từng bước cẩn trọng mà thôi dung vị đầu dây bên này hài lòng với những gì mình vừa quyết định ánh mắt nhìn về phía hồ cửu cậu vẫn là người bạn tốt của tôi chỉ là tôi muốn có một sự nghiệp riêng mong cậu hiểu dung vị lúc này như lấy lại được một chút tự tin hồ cửu nhìn người anh em trí cốt trước mặt anh cảm thấy có một cảm giác xâm chiếm lấy mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh thất vọng, chỉ là lần này là một cảm giác. Nói đúng hơn phản bội, triệt để phản bội. Dung vị, tại sao lại dựa vào bọn họ? Cậu có thể tự mình gây dựng, ít nhất cậu có tôi. Hồ cửu một chút thôi, muốn biết thực sự cảm giác của mình đã sai rồi. Anh muốn dung vị trả lời một câu gì đó, để anh có thể cảm nhận cảm giác kia là sai, là do anh mà thôi. Không thể, cậu nhìn đi, họ có thể cho chúng ta những thứ chắc chắn hơn. Chúng ta đủ cứng cáp thì sẽ có cách tách ra, cậu mới là người không tin tôi. Được, sau này, chúng ta xem như người dưng, hồ cửu lạnh nhạt nói, sau đó quay sang dung thất cùng tuyết nguy, ánh mắt như cầu xin. Hai người có thể, ở lại đây không, hồ cửu chỉ vừa được hưởng một chút hơi ấm gia đình, hiện tại anh biết hy vọng khá mong manh, nhưng vẫn muốn thêm một lần hy vọng. Dung thất nhìn dung vị, rồi lại nhìn hồ cửu ánh mắt vô cùng khó xử ông biết dung vị làm vậy là không đúng cũng biết hồ cửu không sai chỉ là dung vị mới là con trai của họ hồ cửu con không thể theo chúng ta sao tuyết ngụy cầm tay hồ cửu nhẹ nhàng nói chỉ cần có con chẳng phải chúng ta là một nhà đoàn tụ ánh mắt bà ửng đỏ nói tiếp dung vị cũng không nhìn qua phía họ anh ta chỉ nhìn ra ngoài muốn tránh đi sự khó chịu này được rồi con không muốn mọi người khó xử cứ đi theo dung vị, cha mẹ giữ gìn sức khỏe. Nếu mọi người sống không vui, con sẽ đích thân tới đón hai người đi. Hồ Cửu kiên quyết, câu này là thật tâm anh muốn cho họ biết, dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ là nơi nương tựa của họ. Cũng là muốn cho dung vị nghe rõ, chỉ cần anh ta không chăm sóc họ chu đáo thì Hồ Cửu sẽ tới đón họ đi. Dung vị nắm chặt tay, cảm thấy như bị cảnh cáo. Nhiều chuyện, nói xong thì bỏ đi lên phòng, con còn có việc, mọi người tự thu xếp, có chuyện cứ tìm con phương thức liên lạc con để ở đây hồ cửu ân cần nói dung thất cúi mặt không dám nhìn anh tuyết ngụy lại không nỡ con còn có việc hồ cửu nói xong thì rời đi ra bên ngoài khu biệt thự anh thở dài một hơi bản thân anh không biết mình hy vọng điều gì gia đình kia thực sự không thuộc về anh trước hay sau cũng thế mà thôi cảm giác bị chính người bản thân thiết phản bội thật khó chịu hiếu thủ cho người bảo vệ dung ra cũng không cần nhúng tay quá nhiều, báo lại tôi là được rồi. Hồ Cửu vẫn không buông tay xuống được. Vâng, hữu thủ nói xong thì im lặng. Ngày mai, các đại gia tộc cũng sẽ có mặt ở thành phố gia mà lại có người nhờ mối quan hệ lại gửi thiệp cưới đến cho chiến thần. Đây là, quá lộ liễu. Long chủ, chúng ta có thiệp báo hỉ. Hữu thủ trần trừ nói. Hửm, Hồ Cửu có vẻ không hiểu. Là Vinh ra cùng Trần ra, thiệp mời gửi cho một thuộc hạ nhánh phía đông của chúng ta họ dùng quan hệ tầng tầng lớp lớp muốn nhờ gửi tới tay chiến thần. Hữu thủ cảm giác được hồ cửu có chuyện không vui. Thiệp báo hỉ, ô, các gia tộc kia có lẽ không còn ngồi im được nữa rồi. Hồ cửu cũng không muốn quan tâm đến bọn họ, tôi muốn về nhà, hồ cửu hơi nhíu mày nói. Nhà, nào hả, à? Hiểu thủ muốn hỏi. Hữu thủ thực sự không rõ, hồ cửu là muốn về đâu, hồ cửu chợt ngứa người. Ừ, nhà nào nhỉ, hồ cửu cười chua chát chương 98, tàn bạo. Hữu thủ im lặng, cảm nhận được sự bi thương của hồ cửu. Anh ta chỉ biết im lặng chờ đợi, hồ cửu nhắm mắt, bi thương xâm lấn cả người anh. Bao năm qua, hy vọng duy nhất của anh chính là có thể giúp bản thân cùng người anh em trí cốt duy nhất rửa sạch oan tình. Có thể đem lại cuộc sống yên ổn cho người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Chính vì vậy, anh không tiếc bán mạng mà xông pha, không ngại gian khổ mà chịu những bài huấn luyện địa ngục. Cuối cùng, người anh em trí cốt kia lại vì danh lợi mà đầu quân cho kẻ thù còn người vợ mà anh luôn yêu thương thì lại muốn rời bỏ anh thế mà lại thêm hồ ra trên trời rơi xuống nhận là người thân xem ra số phận của anh cũng bi thảm quá rồi về núi hàng hồ cửu mệt mỏi nói hiếu thủ gật đầu im lặng khởi động xe đi trong lòng hồ cửu hiện tại cũng không còn gợn sóng anh chỉ muốn được an tĩnh một chút có lẽ núi hàng là nơi thích hợp phương bắc bên kia hồ ra sau khi nhận được thông báo của hồ lâm cũng nhanh chóng sắp xếp. Hừ, xem như nó còn có chút bản lĩnh." Hồ Bách Nhân nói. Di Thầm vẫn đang tất bật chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, bà quen với việc hồ ra mỗi người đều bằng mặt mà không bằng lòng nhau. Nhất là Hồ Bách Nhân, nếu ông ta không vui tốt nhất nên tránh thật xa, còn lúc ông ấy vui thì cũng nên tận lực mà tránh ra. "Cậu chủ đâu rồi?" Hồ Bách Nhân vẫn không quên hỏi Di Thầm. "Dạ, cậu chủ đang ở trên phòng." Di Thầm cẩn thận cúi thấp đầu trả lời tận lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân. gọi nó xuống đây cho tôi. hồ bách nhân tâm trạng thoải mái hơn, cũng không làm khó gì thẩm. di thẩm nhanh chóng lên phòng gọi hồ tiêu. nhưng hắn ta cả đêm chơi bời quên lối về, làm sao có thể dễ gọi dậy? bị gọi liên tục lại khó chịu. có gì mà gọi nhiều vậy chứ? ồn ào. hồ tiêu cáu gắt vì bị phá giấc ngủ. cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu. di thầm cũng không nhiều lời, nhẹ giọng nói. phiền phức. Hồ Tiêu lầm bầm. Được rồi. Bà đi chỗ khác đi, thật phiền. Nói xong thì hắn ta ngồi dậy uể oải, sắc mặt không tốt. Di thầm cũng nhanh chóng về lại bếp, có lẽ chỉ có ở đó bà mới được yên ổn. Vài phút sau, Hồ Tiêu trong bộ dạng mệt mỏi xuất hiện ở phòng khách, vẻ cáu gắt vẫn còn. Cha à, có gì mà gọi con dậy sớm vậy? Hắn vẫn còn muốn ngủ thêm một chút. Sớm, mày nhìn xem, giờ là mấy giờ? Hồ Bách Nhân gắt gỏng. Thật ra ông ta cũng không quan tâm việc Hồ Tiêu về khi nào, hay ngủ muộn hay không. Chỉ cần Hồ Tiêu không gây thêm chuyện cũng xem như là không tạo thêm phiền phức cho ông ta. Hiện tại Hồ Gia này, ông ta còn chút quyền hạn vì Hồ Gia chỉ có Hồ Tiêu là dòng chính duy nhất. Chú mày đã an bài người cho chúng ta, mày xem đi làm chút việc cho Hồ Gia đi. Đừng suốt ngày làm chuyện vô bổ, Hồ Bách Nhân nghiêm túc nói. Hồ Tiêu nhướng mày, cảm thấy như nghe chuyện gì đó rất lạ lẫm sao lại là con trước giờ chẳng phải ông ta lo liệu sao để ông ta tự lo liệu đi hồ tiêu cũng không cảm thấy có gì đó phải lo lắng ngu ngốc hồ bách nhân mắng mày xem đi vinh thiếu cùng trần tiểu thư cũng đến thành phố ra rồi chú mày cũng ở đó còn mày ở đây làm chút việc để diễn trước mặt mấy lão già kia thì không làm xem người ta đi mày là cái gì hả hồ bách nhân muốn đánh đứa con này hơn bao giờ hết nếu không phải ngại thân phận có lẽ ông đã đánh Hồ Tiêu vài cái cho hắn tỉnh. Trần Tiểu Thư đến thành phố ra, Hồ Tiêu cũng không quan tâm tại sao mọi người lại đổ đến đó. Thứ hắn nghe được chỉ là Trần Tiểu Thư, người hắn tâm niệm đã đến thành phố ra. Vậy hắn cần gì diễn kịch trước mặt các lão già ngớ ngẩn kia, chỉ cần tới thành phố ra, với thân phận của hắn thì làm gì không được. Lại tránh được mắt đám lão già cổ hủ, cha à, con biết bản thân cần cống hiến cho Hồ Gia, chú cũng đã vất vả, hay thay vì ở đây làm trò còn định cũng đến thành phố ra gặp chú có khi làm được việc gì đó các vị ở hồ ra cũng công nhận con không tốt sao hồ tiêu rất nhanh thay đổi điệu bộ cùng giọng nói cảm giác như hắn là con người hoàn toàn khác đến cống hiến mày chỉ cần không làm ra chuyện gì tao đã vái trời lắm rồi đến thành phố ra định làm gì ăn chơi tiếp sao hồ bách nhân còn không hiểu nhân phẩm của đứa con này sao cha à dù sao thì ở đó có làm gì đi nữa, cũng sẽ không sao. Huống hồ bọn họ đi thì chúng ta cũng đi. Có gì tốt cũng không thể để bọn họ hưởng một mình. Hồ Tiêu hợp tình hợp lý nói. Hồ Bách Nhân nghĩ lại cũng đúng, trừ Hồ Lâm ra thì bên Vinh ra cùng Trần ra cũng đến bên kia. Ngôn tình hài. Tuy chưa biết nguyên là gì, nhưng chắc chắn có chuyện gì đó hay ho, nếu không bọn họ dốc sức làm gì. Được rồi. Đi thì đi, nhưng phải nghe theo Hồ Lâm, nếu không, Hồ Bách Nhân nghiêm túc nói. Ánh mắt cảnh cáo nhìn Hồ Tiêu. Tuy ông ta không thích Hồ Lâm nhưng ông biết Hồ Tiêu đến đó cũng nên nghe Hồ Lâm phân phó. Ít nhất cũng tránh phiền phức. Chỉ là cả Hồ Bách Nhân cùng Hồ Tiêu không ngờ được nhất là chuyến đi lần này cũng chính là kéo họa lớn cho bọn họ. chương 99, Yên Bình trước sông bão. Thành phố Gia. Hồ Cửu nhiều ngày cũng chưa về nhà, anh biết anh chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với lục thạc. Anh chưa biết nên làm thế nào, tốt nhất cứ ở lại núi hàng vài ngày cũng tốt. Lão Hắc nhìn thấy Hồ Cửu cũng xem như hiểu rõ anh một hai, ông cũng không hỏi gì, ngày ngày vẫn đánh cờ đàm đạo cùng Lão Bạch. Bạch Thố thấy Hồ Cửu ở lại thì vui mừng ra mặt, suốt ngày chuẩn bị đồ ăn ngon, đồ đạc chu đáo cho anh. Nhìn bộ dạng của Bạch Thố, cả mẹ cô là Mỹ Hỏa cùng em trai là Bạch Thương cũng chố mắt. Ngày thường họ cũng không được đối xử niềm nở như thế đâu. Anh Hồ, anh xem hôm nay em có ướp trà, dùng nước sương mai pha, bánh dùng chung cũng do em tự tay làm anh thử xem sao bạch thố cười tươi vây quanh hồ cửu ừ hồ cửu lạnh nhạt những bạch thố cũng không khó chịu cô biết anh có chuyện gì đó không vui cô xem đây là cơ hội mà mình có thể gần anh một chút chị xem thái độ anh ta có gì hay ho chứ bạch thương bĩu môi bạch thố gõ đầu em trai em thì biết gì chứ em nói có gì sai sao chị suốt ngày không nghỉ tay anh ta chỉ ở đó hưởng thụ chị xem còn thái độ kia, chị mới là người không biết gì. Bạch Thương lè lưỡi nói xong chạy đi luyện tập. Sau khi cậu ở đây, ngày ngày Lão Hắc cùng Lão Bạch đều giúp cậu luyện tập công phu, cậu cũng muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cả nhà. Cho nên cậu luôn luyện tập không ngơi nghỉ, chỉ ít ở đây không có gì phải lo nghĩ cả, Bạch Thương cũng dốc lòng tập luyện. Động tác sai, hồ cửu lên tiếng. Bạch Thương chỉ vừa mới ra sân tập quyền, vừa lúc hồ cửu cũng ngồi đây dù sao đây cũng là nơi yên tĩnh nhất sai bạch thường cảm thấy khó hiểu chính ông nội dạy tôi làm sao có thể sai được bách thường không phục ông cậu không sai là cậu luyện sai hồ cửu cũng không nhìn bạch thường ánh mắt vẫn nhìn xa xăm long chủ hồ tiêu cũng đã tới thành phố ra có thể nói vinh gia trần gia hồ gia đều hội tụ đủ hữu thủ từ đâu đi tới báo cáo cứ để họ chơi đi dù sao long chủ hay chiến thần gì đó họ tìm cũng không thấy hồ cửu cũng không quan tâm đến đám người đó chẳng phải bọn họ muốn tranh muốn đoạt sao cứ cho họ cùng nhau diễn đi thì hơn hồ tiêu bên kia vừa qua đã hung hăng đi tìm trần tiểu thư họ còn ồn ào một hồi bên kia dường như tìm ra tung tích vị chiến thần nào đó hữu thủ cũng nhíu mày đám người đại gia tộc đó không biết đào đâu ra một vị chiến thần dùng đầu gối nghĩ cũng biết cai là hàng giả thế nào rồi chiến thần Hồ Cửu nở nụ cười. Không ngờ bọn họ lại thích danh xưng này như vậy. Anh cảm thấy nực cười. Đúng vậy. Mà điều lạ hơn chính là tên kia thế nào cũng lôi ra được một đám quân nhân. Làm cho bọn người kia tin sái cổ. Hữu thủ báo lại. Nhiều ngày qua hồ cửu ở núi Hàng, cũng không ra ngoài nửa bước, làm sao mà có chiến thần xuất hiện được chứ. Mà thân phận chiến thần cũng không thể nói ra, bọn người kia dù tìm ra sao cũng không thể biết được. Nói gì bọn họ cũng là đại gia tộc cũng không phải dễ lừa, nhưng tên kia vậy mà có thể lôi ra được một số kẻ gọi là quân nhân, còn đem một số lợi ích có thật cho họ. Thiếu thủ giao cho Hoàng đàn điều tra còn mình thì tới đây tìm Hồ Cửu, dù sao giả mạo chiến thần cũng không phải đơn giản. Ồ, có người giả mạo lại còn giống đến vậy. Thú vị, Hồ Cửu nở nụ cười nguy hiểm. Anh Hồ, ăn một chút rồi hãy đi. Bạch Thố dịu dàng nói. Cô vẫn nở nụ cười tươi, ánh mắt có chút buồn tuy cô biết hữu thủ đến thì hồ cửu sẽ lại đi. Cô cũng không có lý do để giữ anh lại, với lại cô cũng hiểu rõ anh là một người có trí lớn, nơi anh có thể ở là thế giới rộng lớn ngoài kia. Mà cô cũng không có năng lực gì đặc biệt ngoài họ bạch, cô có tình cảm với anh, nhưng cô hiểu có lẽ mãi mãi cũng chỉ dừng ở đó. Chân đứng tấn không vững, đấm thiếu lực. Theo lão hắc mà học, hồ cửu nhìn bạch thường rồi nói. Bạch thường suy nghĩ, cũng hiểu điểm yếu của mình, gật gật đầu, ánh mắt mong chờ. Theo hữu thủ đi, sẽ học được nhiều hơn." Hồ Cửu mở lời. "Đây có nghĩa là gì? Là Hồ Cửu chấp nhận để cậu bé nhận hữu thủ là thầy nha." Hữu thủ cũng xem như một cao thủ đáng gờm, có thể học hỏi từ anh ta cũng xem là thành tựu. "Thật sao? Cảm ơn anh Hồ." Bạch Thường ánh mắt sáng lên, nhìn về phía hữu thủ. Hữu thủ chỉ biết đứng đó gãi đầu, cảm thấy có khổ mà không nói được, "Hồ Cửu nhận lời người ta nhưng người chịu khổ luôn là anh ta nha." "Hữu sư phụ" sau này nhờ ngài bạch thường cung kính hướng hữu thủ cúi người chào không không đừng khách sáo hữu thủ hơi ngượng ngùng hồ cửu lúc này đứng lên đi vào bàn ăn nhìn các món trên bàn có cảm giác ấm áp một chút tôi không thể cho em điều gì cả hồ cửu nhẹ giọng nói bạch thố vẫn tươi cười lắc lắc đầu gắp một vài món bỏ vào chén của anh em biết cô cũng nhỏ nhẹ đáp dù duy chỉ nụ cười nhưng ánh mắt hơi ửng đỏ cô cũng không muốn làm anh phiền lòng Hồ Cửu ăn một chút rồi bỏ đũa xuống. Đi thôi, anh nói với hữu thủ. Bạch Thố cũng đứng lên theo, cô cũng không đi theo, đơn giản chỉ là đứng lên theo quán tính. Hồ Cửu chợt dừng lại. chương 100, nếu có thể. Hữu thủ sửng sốt, anh cũng không rõ phải làm sao, nhiều ngày qua anh ta cũng có qua lại núi hàng vài lần. Cũng nhìn rõ tâm ý của Bạch Thố, hữu thủ cảm thấy Bạch Thố là thành tâm với Hồ Cửu. Cô biết Hồ Cửu sẽ không ngồi một chỗ, càng biết rằng anh không phải kẻ chỉ bó buộc bản thân. Mà quan trọng hơn, Hồ Cửu đã có vợ. Hiếu thủ hơi thấy tiếc cho Bạch Thố, trong lòng anh ta thì Bạch Thố so với Lục Thạc thì có vẻ Bạch Thố thật tâm hơn hẳn. Em, nên tìm người tốt hơn. Hồ Cửu hơi trần trừ rồi cũng dứt khoát rời đi. Bạch Thố cúi đầu im lặng, chỉ có thể ngóng theo bóng dáng Hồ Cửu. Chờ bóng anh khuất, Bạch Thố cúi đầu, lẩm bẩm rất nhỏ chỉ có thể mình cô nghe thấy. Thật ra, dù em biết kết quả, em vẫn muốn thử chờ anh một lần ít ra em sẽ không hối hận một giọt nước mắt nhỏ xuống nền đất bạch thường nhìn thấy rõ cậu không biết chị mình đang nói gì nhưng cậu cảm nhận được bi thương trên người chị mình cậu nắm chặt tay nhìn về hướng hồ cửu chắc chắn một ngày cậu sẽ trở nên mạnh mẽ chỉ ít cũng có thể làm cho mọi người nhìn cậu xem sắc mặt cậu mà đối xử với người nhà của mình hồ cửu sau khi rời khỏi khu vực núi hàng trong lòng lại có gì đó tiếc nuối anh không rõ tại sao nhưng vẫn không ngăn được bản thân quay đầu lại long chủ chiến thần nếu không có danh xương này anh sẽ làm gì hữu thủ chợt hỏi hồ cửu suy ngẫm một chút có lẽ bị người trà đạp ở một góc nào đó anh thở dài nói đúng vậy đó là sự thật nếu anh không trở nên mạnh mẽ thì người bị trà đạp chính là anh nếu anh không tự bản thân nỗ lực thì chính là có lỗi với bản thân tư cách đâu mà bảo vệ ai chứ nếu tôi không gặp anh có lẽ tôi cũng sẽ bị như vậy. Đáng tiếc, bọn người kia không có cơ hội trả đạp chúng ta. Hữu thủ gật đầu, kiên định nói. Hôm nay cậu nói quá nhiều. Hồ cửu lạnh nhạt nói. Ai? Ít nhất tôi cũng không dối lòng mình. Hữu thủ nói xong thì im lặng. Hồ cửu rơi vào trầm tư. Anh hơi mơ hồ, anh dối lòng mình sao? Điều gì chứ? Thật ra, anh có bao giờ thử tung đồng xu lên không trung hoặc xoay nó dưới đất, chờ mặt sắp hay ngửa để quyết định không? hữu thủ đột nhiên lại mở lời tôi không tin vào số phận tôi tin vào bản thân hồ cửu ánh mắt cương nghị nhìn phía trước đúng vậy nó không giải quyết được vấn đề chỉ là trong lúc chúng ta còn chưa biết nó sắp hay ngửa thì chúng ta đã có câu trả lời chính là lúc đồng xu ấy chưa rơi xuống đất chỉ trong tích tắc ấy chúng ta mong chờ mặt nào rơi xuống thì đó chính là đáp án hữu thủ nhìn ra hồ cửu đối với lục thạc chính là ân tình cũ dây dưa không dứt mà lục thạc bao năm xa cách tình cảm với hồ cửu cũng không còn bao nhiêu có chăng chỉ bó buộc bởi danh vị vợ mà thôi bạch thố lại toàn tâm toàn ý với hồ cửu như vậy anh ta là người ngoài nhìn cũng đau mắt cậu biết không ngay thời khắc quyết định tung đồng xu dù thâm tâm cậu muốn hay không muốn thì mọi việc vẫn diễn ra như vậy khi đồng xu rơi xuống thì sao chứ thứ cậu muốn sẽ đạt được sao ngay khi cậu do dự cậu cần một lý do để quyết định để nhận rõ tâm mình Lúc đó cậu đã sai rồi. Có đôi khi quyết định rồi, dù là muốn hay không, đúng hay sai, chúng ta cần phải chịu trách nhiệm với chúng. Vì vậy, cậu tốt nhất đừng làm rõ tâm mình bằng thứ gì đó. Tâm ở đây, nếu như cậu móc nó ra, đặt vào đồng xu, chờ cái giây phút ngắn ngủi ấy. Còn ý nghĩa sao? Điều đó chứng tỏ cậu đã do dự. Mối quyết định, dù sai hãy chịu trách nhiệm, đừng do dự. Vì chính trong giây phút ấy, cậu sẽ mất đi nhiều thứ mà cậu không ngờ tới. Hồ Cửu có tâm sự lâu ngày, nói nhiều vài câu, làm hữu thủ hơi sửng sốt. Nhìn Hồ Cửu nhắm mắt định thần, hữu thủ hơi ngờ ngợ, đúng là trong giây phút tìm cách xác định rõ tâm mình. Có lẽ cái giá phải trả sẽ lớn hơn nữa. Nhưng nhìn Bạch Thố, Hồ Cửu, Lục Thạc, anh ta lại cảm thấy thở dài thay cho Hồ Cửu, xem như kiếp trước người ta nợ anh. Mà kiếp này anh nợ người khác đi, thật phiền, hữu thủ cảm thán, tôi cần cậu thấy phiền sao hồ cửu vẫn nhắm mắt lạnh nhạt nói hiếu thủ cũng không dám nói gì tiếp tục lái xe về căn cứ phía tây đi hồ cửu lên tiếng vâng chợt ầm xe bị rung lắc một chút hiếu thủ cũng không vội xuống xe nhìn về phía trước muốn xác định là ai thật là oan ra vừa muốn tìm người thì người tới tên khốn kia có biết đi xe không hả còn ngồi trên xe sao mau xuống đây giọng nói một gã đàn ông hung hăng vang lên hắn ta liên tục đập mạnh vào phía trước xe của hữu thủ. Đây là đường lớn, anh từ đường nhỏ ra, đâm vào xe tôi. Lỗi không phải do tôi, hữu thủ mở cửa kính xe, cũng lười xuống xe mà thò đầu ra nói. Thằng chết tiệt này, dám nói chuyện với ông đây như vậy sao? Tên kia ngày càng hung hăng hơn. Hồ tiêu, hữu thủ lúc nãy còn chưa nhìn rõ, giờ thì thấy rõ rồi. Hồ cửu nghe được cái tên này cũng dần mở mắt. Audio điện tử võ tấn bền hết chương 100